Các bạn có nghe mình nói rõ không ạ? Có bạn lớp trưởng ạ, à? Bạn Mùi lớp trưởng trả lời giúp mình cái. Các bạn có nghe rõ không? Dạ rõ ạ. À, ok, là tất cả các bạn đều nghe mình rõ rõ rồi. Thế thì hôm nay thì bây giờ đến giờ rồi đúng không? Đến giờ mình hẹn rồi, 3 giờ. Mình sẽ giải cho các bạn là có hai bài, đó là mày đay và bài bệnh BZ. Thì mình sẽ bắt đầu trước với cả bệnh mày đay. Thực ra thì tuần sau là đến giờ các bạn phải thi rồi đúng không? Thế thì mình hy vọng là các bạn tuần sau thì có thể là chủ động liên hệ trước với giảng viên sớm hơn. Đừng có để sát sát như thế này. Liên hệ trước đi, không kể bài trước hay bài sau thì cả, nếu lúc nào các thầy cô có thể sắp xếp được, thầy cô có thể giảng trước đi cũng được, sao đâu. Bệnh mày đay thực ra thì là một cái bệnh rất là phổ biến và các bạn đã dường nó rất là gặp rồi, nhiều rồi đúng không? Đi phòng khám thì thực ra là nếu mà chưa phải là bác sĩ da liễu thì bản thân các bác sĩ cũng có thể gặp ở trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Có thể là bản thân các bạn bị hoặc là người nhà bị, nó là khá là thường gặp đúng không? Và khi mà các bạn đi, cô và các bạn nghe được tiếng không, mình không thấy. Các bạn đã nghe rõ hạ cả chưa? Nghe rõ đúng rồi, mọi người nghe rõ được rồi, Ok. hết rồi mà. Thế các bạn nào xem lại cái mic nhầm này nhá, của mình. Thì khi mà các bạn đi học ở phòng khám đúng không, hoặc là ở bệnh nhân ở bệnh viện, thế các bạn thấy cái mày đay, cái mức độ phổ biến của mày đay như thế nào, đặc biệt là ở những cái thời điểm mà giao mùa đúng không, hay bảo là do trời gió để thay đổi thời tiết. Thì các bạn cũng biết là Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng mới thành lập một cái phòng khám chuyên đề bệnh mày đay đấy, để các bạn có thể thấy được cái mức độ nhiều phổ biến như thế nào. Và cũng vì xuất phát một số vấn đề trong việc, thứ nhất là số lượng bệnh nhân đông, thứ hai là cái vấn đề quản lý của bệnh mày đay nó không dễ, cho nên đó là lý do vì sao mà cái phòng khám mày đay được thành lập ở đây đúng không ạ? Thế còn nếu mà một cái bệnh dễ dàng và ít gặp rồi là không 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 có gì khó khăn trong việc quản lý thì chắc là cũng không không phải là cái lý do để chúng ta có thể thành lập một cái phòng khám như thế. Thì mày đay các bạn biết rồi, thì nó là các cái tổn thương cơ bản, nó sẽ là các cái sẩn phù hoặc ban đỏ hoặc là phù mạch nữa. Thế thì như thế nào là sẩn phù? Thế cái này ấy, đây là một cái thương tổn cơ bản đúng không? Nhưng mình sẽ phải nhắc lại, tại vì khi mà đi hỏi thi hay là một số cái lần mà chúng tôi cái giảng bài ở các lớp ấy, thì các bạn còn không nói được đúng cái sẩn phù là như thế nào. Thế thì cái sẩn phù nó khác với các cái sẩn khác như thế nào? Tức là cái này mình nhắc lại để các bạn có thể nhớ những cái kiến thức cơ bản đã học ở trong cái phần bài thương tổn cơ bản đúng không? Các bạn thấy các bạn học I5 hay là các cái chương trình sau đại học, da liễu cơ bản hay là chuyên khoa 1 các học, chuyên khoa 2, lúc nào cũng phải là thương tổn cơ bản đầu tiên, phải đọc được thương tổn cơ bản cái đã. Thế thì quay lại vấn đề ở đây, sẩn phù là cái gì? Thì các bạn, nếu bạn nào còn chưa chắc chắn, chưa hiểu thì các bạn sẽ phải xem lại sách cái bài thương tổn cơ bản đầu tiên đã nhé. Tính chất của nó như thế nào ạ? Nó xuất hiện và mất đi trong vòng vài giờ, tức là không quá vài giờ, nghĩa là sao? Nghĩa là dưới 24 giờ là được đúng không ạ? Có thể sau 2 tiếng tự mất, 6 tiếng, 10 tiếng, nhưng phải là giữa trong vòng một ngày, không không quá sang ngày hôm sau tính từ cái thời điểm xuất hiện. Thì để các bạn hiểu được rằng là có những loại mày đay nó sẽ xuất hiện tắc quá 24 giờ đúng không? Sợ quá 2 giờ, tất cả các bạn mới vào, các bạn tắt mic hộ mình cái, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bạn khác. Có những trường hợp nó sẽ xuất hiện sau 24 giờ, thế thì cái đấy có được gọi là mày đay cấp hay mày đay mạn không, mà đó là cái gì thì cái đấy mình sẽ nói sau ở phần sau nhé. Thương tổn cơ bản ở đây là các sẩn phù nó không phải là sẩn nổi gồ trên mặt mày đay, đây là một cái thương tổn lỏng lẻo đúng không ạ, không phải là thương tổn chắc giống như những cái sẩn cục hay là sẩn các cái sẩn tổn thương sẩn ở trong các cái bệnh lý như là ở trong vẩy nến hay là các cái sẩn ngứa đúng không ạ, nó là một cái thương sẩn phù người ta gọi như vậy, ngứa hoặc là bỏng rát, và thương tổn cơ bản nó sẽ tồn tại dưới 24 giờ. Một cái nữa hay xuất hiện cùng với mày đây đó là phù mạch. Thì phù mạch là như thế nào ạ?
là các cái tôn thưởng thương tổn cũng là mày đay, bản chất của nó cũng là mày đay đúng không, nhưng mà nó xuất hiện ở những cái vị trí mà lỏng lẻo, thường ở đâu thì là lỏng lẻo, ở thường là các cái vùng bán niêm mạc, vùng mắt, vùng quanh ổ mắt, rồi vùng quanh miệng đấy, thì những cái vùng đấy là dễ mà có thể phát hiện ra nhất đúng không ạ, các cái cảm giác đau nó sẽ nhiều hơn, nặng hơn so với những cái ở cái vùng da khác ở trên cơ thể, vì đặc trưng ở những cái vùng da lỏng lẻo này thôi. Và thì tôi sẽ cho các bạn xem một số các hình ảnh sản phụ của bệnh nhân thực tế ở Viện Da liễu Trung ương. Các bạn thì thường ấy thì những cái tổn thương mà sản phụ như này thì khi mà xuất hiện ở những cái vùng 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 miệng, quanh miệng, vùng hạ hầu ấy thì nó sẽ gây khó thở đúng không? Bệnh nhân sẽ ở trong cái tình trạng là cần phải cấp cứu đúng không? Đấy. Thì đây là một số các cái hình ảnh bệnh nhân bị mày đay. À, đây là các cái sẩn phù như thế này đấy ạ. Nó bạn thấy là các cái tổn thương nó hoàn toàn xung quanh có thể hoàn toàn bình thường đấy, ranh giới khá là rõ ràng đó, đấy. Đây là những cái tổn thương mày đay đấy, tổn thương mày đay có thể khi nó xẹp đi nó vẫn để nó vẫn có hơi của nó chưa mất hẳn hoàn toàn ấy thì nó không bị gồ lên nữa, nhưng mà nó vẫn còn một chút chút các cái tổn thương mà hình dát đỏ. Đây là tổn thương một bệnh nhân bị sẩn phù, các bạn này thấy ở những cái vùng da lỏng lẻo như thế này thì bệnh nhân bị phù ở đây như thế này. Ra có rất là nhiều thể của phù phù mạch, đã có những cái loại mà phù mạch là nó đi kèm với mày đay, nhưng có những trường hợp đó là phù mạch nó xuất hiện đơn độc thôi, đơn độc đấy. Và có những trường hợp nó ảnh hưởng đến cái đường thở, nhưng có những trường hợp thì cũng không, nhưng mà nó rất là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Có một cái thể đó là cái phù mạch mà do di truyền, thường là do một cái yếu tố trong trong cơ thể ấy, thì nó thiếu một cái chất đấy. Thực tế mà nói thì hiện tại ở Việt Nam cũng chưa có cái xét nghiệm để chẩn đoán chính xác đâu, nhưng nó có tính di truyền, nó liên quan đến tiền sử gia đình, cũng có thể có người bị như vậy, có thể bệnh nhân là người đầu tiên trong gia đình thì mình sẽ không khai thác được ở những cái người ở thế hệ trước, nhưng mà thường là những cái trường hợp như thế thì nó sẽ xuất hiện không không có những cái yếu tố gọi là yếu tố khởi phát, và bệnh nhân bị rất là thường xuyên và thường bị ở lứa tuổi là tuổi trẻ, khá là trẻ đấy. Và có những cái bệnh nhân bị nhiều quá đến nỗi là mẹ cứ phải nói là không không biết là sao mà bị nặng như thế này, mà cứ suốt ngày bị phù mỏ, mẹ cứ nói là không không biết, người ta không biết là đó là phù mạch, mà cứ nói là bị phù mỏ lên thế này, không biết là có bạn nào đánh không, suốt ngày phù mỏ, và như thế thì là đến khám ở bác sĩ thì nó mới ra được cái bệnh như thế này đấy. Ở những vùng lỏng lẻo có thể đến những cái vùng ô bàn tay thì các bạn có thể thấy như thế này. Này đây một bệnh nhân nữa cũng là bệnh nhân thực tế ở bệnh viện, các bạn thấy này, các cái tổn thương phù rất là nhiều ở cái vùng môi như này. Về sinh bệnh học ấy thì các bạn thấy là mày đay nó có rất là nhiều thể, nếu mà các bạn có thể gõ ở trên cái mã mã chẩn đoán ở bệnh viện Da liễu Trung ương ấy thì thấy là không phải mỗi cái mày đay cấp và mày đay mạn đâu, mà nó sẽ còn có rất là nhiều thể ở phía dưới nữa. Thì kết quả cuối cùng đều là mày đay đúng không, đều xuất hiện các cái tổn thương sẩn phù hoặc là phù mạch ở trên ở bệnh nhân, nhưng cái cơ chế nó có thể khác nhau, có những mày đay thì là do các cái yếu tố dị nguyên có thể xác định được, rồi có những cái yếu tố là liên quan đến nóng quá hoặc lạnh quá có thể gây ra mày đay. Ví dụ có những bệnh nhân thì ở những cái vùng nhiệt đới như Việt Nam không bị, nhưng khi bệnh nhân ra nước ngoài học tập ở nước ngoài đến mùa đông rất là lạnh như thế thì bệnh nhân lại xuất hiện mày đay. Hoặc có những bệnh nhân thì là do nhiệt độ nóng quá có thể gây ra mày đay, ngồi điều hòa mát không có vấn đề gì nhưng ra ngoài nắng thì bị, hay có những bệnh nhân thì là bị do mày đay do ánh nắng, rõ ràng do ánh nắng luôn đấy, là một cách theo 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 đúng nghĩa như vậy. Hoặc mày đay do áp lực, đó là sao ạ, khi bệnh nhân mặc những cái đồ đồ mà nó bó có cái chun nó bó, hoặc là có một cái dụng cụ đồ đạc gì đó nó tì thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện mày đay ở vị trí đó, và có những trường hợp thì là mày đay do nước. Do nước là có là sao ạ, là bệnh nhân khi mà người ta tắm tắm bình thường có thể không rõ đâu, tại vì tắm ở nhà thì nó rất là nhanh, khoảng tầm trong vòng 5 phút thôi là bệnh nhân đã không phải tiếp xúc với nước nữa rồi, là biểu hiện rất là nhẹ, chỉ có một vài cái sẩn mày đay thôi, nhưng mà
thì rõ ràng nhất là khi bệnh nhân đi bơi hoặc là đi đi biển, khi mà người ta ngâm nước một thời gian lâu như thế thì bắt đầu xuất hiện những cái tổn thương mảnh đay cực kỳ là rõ ràng đó. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà bệnh nhân người ta vô tình người ta phát hiện ra được là đúng là người ta đã có bị bệnh, nhưng người ta cũng không nghĩ là do nước gây ra cho đến khi đi khám bác sĩ. Thì tất cả những cái yếu tố khởi phát như vậy khi mà nó tác động lên cái tế bào mast là tế bào một cái loại bạch cầu trong cơ thể, đúng không, các bạn biết hết rồi, thì không phải là bệnh nhân nào cũng hội tụ tất cả những cái yếu tố này, mà có một trong những cái yếu tố này thôi. Mà khi mà cái tế bào mast này nó nhạy cảm với cái yếu tố nào thì nó sẽ bị kích thích và nó vỡ, giải phóng ra các cái chất chất nó gây các cái biểu hiện như là mày đay hoặc phù mạch. Thì cái cơ chế bên trong thì nó rất là sâu nữa, đúng không, mình không đi kỹ đến như thế và cũng không yêu cầu các bạn phải nắm sâu đến mức như thế trong cái câu hỏi hỏi của các bạn, không cần đến như vậy. Các bạn hiểu là tất cả những cái chất trung gian hóa học đấy là từ cái tế bào mast gây ra, và ngoài ra những cái chất ở tế bào mast thì nó có thể là sau đó nó lại tác động lên những cái tế bào khác nữa, đúng không, chứ không phải là nó tạo thành một cái vòng, chứ không phải là mỗi ở trong 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 tế bào mast có cái gì ra là nó gây ra cái đó. Về phân loại như mình nói, nãy giờ mình cũng đã nói sơ bộ rồi đúng không? Thì nếu mà phân loại theo thời gian thì chúng ta sẽ có biết là mày đay cấp tính và mày đay mãn tính. Nếu đến với chúng ta khi mà bệnh nhân từ cái thời điểm bắt đầu bị đến bây giờ mới có khoảng dưới 6 tuần thôi, thì đó là mày đay cấp tính và cái mày đay mãn tính là trên 6 tuần, dai dẳng mãi, không không khỏi. Đấy. Thì cái phân loại này thì các bạn cũng biết khá là rõ ở trên lâm sàng rồi đúng không? Nó khá là phổ biến. Thì còn theo cơ chế bệnh sinh thì chúng ta có thể mày đay qua miễn dịch, rồi mày đay vật lý. Đấy, vật lý là những cái yếu tố như mình nói đấy, thì là có thể là do áp lực, hoặc là cái người mà mày mày đay có những người mà chạy bộ người ta cũng có thể gây mày đay ấy. Đấy, thì nó do cái thần kinh cực giao cảm ở bên ngoài vân vân. Thì tất cả những cái đó thì các bạn có thể biết được là cái phân loại là như thế nào. Còn phân loại theo theo cái yếu tố khởi động làm khởi phát lên mày đay, thì ở đây thì nó sẽ có mày đay vật lý đúng không, là dấu hiệu vẽ nổi đó là một cái thể của mày đay. Cái này thì các bạn biết rồi, khi mà lấy cái một cái dụng cụ, một cái bút, một cái đầu tù, các bạn này có thể vạch lên được trên da của bệnh nhân, thì mình sau sau một lúc thì mình sẽ quan sát thấy cái biểu hiện cái mày đay ở trên trên da của bệnh nhân theo cái đường vạch của mình đúng không. Rồi mày đay do lạnh, do đè nén ánh nắng, do nhiệt độ. Đấy, cái phân loại như thế này thì các bạn là có thể dễ dàng tìm được. Khi mà mình hiểu về cái này để mình có thể giải thích cho bệnh nhân, thứ nhất là đầu tiên là bệnh nhân thực ra mày đay đến với các bạn ấy, nếu ngoài cái mày đay cấp có thể giải quyết được nhanh, còn cái mày đay mạn rất là khó quản lý, rất là khó điều trị. Thế thì làm sao ạ, khi mà mình đến vì một cái bệnh khó như thế thì không phải là do bác sĩ kém đúng không? Khi mà mình hiểu được cơ chế bệnh sinh của bệnh, do những cái nguyên nhân của bệnh, mình khai thác hết tất cả những yếu tố, mình cho làm bệnh nhân làm những cái test để loại trừ tất cả những cái nhóm nhóm để tìm nguyên nhân cho bệnh nhân. Nhưng mà mình vẫn không tìm được nữa thì bắt đầu mình biết được là mày đay tự phát, tất cả những cái kiến thức như thế để các bạn có thể giải thích được cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân hiểu thì người ta mới mới hợp tác với mình trong cái việc điều trị, còn nếu không người ta vẫn cứ người ta có thể là người ta không quay lại các bạn vì nói là bác sĩ này chữa không khỏi, người ta lại đi đi khám một bác sĩ khác kiểu kiểu như thế, rồi cuối cùng nó bệnh vẫn sẽ không khỏi. Nhưng mà mình khi mà mình hiểu được cái cơ chế bệnh sinh ở phía dưới thì mình hoàn toàn có thể làm cho bệnh nhân tin tưởng đúng không, và có cái hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Đây là một số hình ảnh nữa, các bạn có thể thấy nó phải có những cái loại mày đay nó bé như thế này, hoặc là ở cái thời điểm bệnh nhân đến khám với các bạn ấy da hoàn toàn bình thường, không có một cái biểu hiện gì của mày đay hết. Thế thì những cái trường hợp đấy các bạn sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân như thế nào? Các bạn phải hỏi hỏi đầu tiên là xuất hiện từ bao giờ đúng không, các bạn nói là bệnh nhân có cái ảnh nào khi mà xuất hiện triệu chứng không, bây giờ nó mất đi rồi thì bác có chụp lại không, có người người ta hiểu biết, người ta cẩn thận đúng không, hoặc là phụ huynh có thể chụp lại cho con của họ để có những cái hình ảnh để cho các bạn xem, để các bạn có thể một cách là sơ bộ các bạn biết được đó là bệnh nhân đang bị tình trạng gì. Nhưng mà có những trường hợp thì người ta cũng không chụp ảnh lại, hoặc là cái mày đay cấp thì có thể mới xuất hiện một vài ngày trở lại đây thì người ta cũng chưa biết được đến cái mức độ nặng nào, hoặc là tái đi tái lại nhiều lần quá như thế người ta cũng không chụp nữa. Thì các bạn làm sao, các bạn hãy tìm những cả các bạn lưu trữ những, hoặc là bạn xem trên mạng có những cái hình ảnh rất là điển hình của mày đay, thì các bạn đưa ra cho bệnh nhân, bác xem đây, đây là thế này, bác có phải bị giống như thế này không
Đấy, đó là những cái cách hỏi mà các bạn có thể hỏi bệnh nhân để sơ bộ tìm hiểu được cái vấn đề của người ta. Về cận lâm sàng thì chúng ta có những cái biểu hiện gì, máy đây có những cái biểu hiện gì? Về mô bệnh học ấy, thực tế thì là cũng cũng không 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 mấy ai cắt một cái vì vì cái nghi ngờ cái máy đay cấp máy đay mạn để mà sinh thiết ra. Thực tế thì nếu mà được được như thế thì nó quá là hoàn hảo để có một cái profile đầy đủ cho bệnh nhân, đúng không? Nhưng mà thường thì ở trong những cái trường hợp khó hoặc là cần chẩn đoán phân biệt với một số cái bệnh lý khác, tí nữa mình sẽ nói cho các bạn xem là có những cái thể máy đay khác mà nó khó ở đâu, thì chúng ta sẽ phải làm những cái kết quả làm xét nghiệm sinh thiết như thế này. Đấy. Còn về cái những cái xét nghiệm về huyết thanh có thể giúp cho các bạn tìm cái nguyên nhân, đúng không? Hoặc là cái để sơ bộ tìm được cái định hướng trong trong cái việc chẩn đoán cho bệnh nhân. Chứ còn không phải lúc nào cũng tìm ra được nguyên nhân, đúng không ạ? Có một cái rất là quan trọng mà cần phải nhắc với các bạn, đó là cái một số cái xét nghiệm miễn dịch mà để loại trừ cái tình trạng bệnh tự miễn. Vì sao thế? Khi các bạn học bài lupus, cái chứng chỉ này các bạn học rồi đúng không? Đã học chưa? Là trong 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 trong, trong chứng chỉ này luôn hay sao nhỉ? Một bạn trả lời cho mình cái bài lupus ấy, bệnh lupus và bệnh tự miễn. Các bạn có đang theo dõi không? Ở trong chứng chỉ này luôn cô ạ. Trong chứng chỉ này luôn, các bạn học bài lupus chắc là học rất là kỹ rồi đúng không? Thì các bạn nếu nhớ lại, các bạn sẽ thấy được là cái tổn thương da của lupus ấy, nó sẽ có một cái tổn thương là không đặc hiệu, tổn thương đặc hiệu và tổn thương không đặc hiệu, đúng không? Thì trong tổn thương không đặc hiệu của lupus ấy thì có một tổn thương, đó là tổn thương máy đay. Đấy, thì nghĩa là sao ạ? Có máy đay thì không có nghĩa là có lupus, nhưng có lupus thì có thể có máy đay. Đấy, thế thì một trong những xét nghiệm các bạn có thể làm cho bệnh nhân đó là làm xét nghiệm miễn dịch, đó là cái gì ạ? Xét xét nghiệm ANA ấy. Đấy, ANA nếu trong ở đây thì ANA trên tế bào HIF2 chúng tôi làm cái đấy, còn ở các bạn thì có thể làm ELISA chẳng hạn. Đấy. Và một số các cái profile xét nghiệm về miễn dịch nữa. Đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng đi kèm với máy đay đúng không? Nên có rát đỏ mặt, nhưng mà có thể người ta không thể khó chịu về cái vấn đề đó mà người ta chỉ khó chịu với máy đay thôi. Thế thì mình sẽ phải hỏi rõ ràng bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân có đau khớp nữa, có thể thoáng qua thôi, hay là có rụng tóc đấy, nhưng mà người ta không biết được đó là nó cũng có liên quan đến máy đay. Thế thì khi mà trong một cái bệnh cảnh bệnh nhân có kèm những cái triệu chứng như thế, đặc biệt là như vậy nhé, thì các bạn nên làm xét nghiệm miễn dịch cho bệnh nhân. Và cứ cho là trong trường hợp không có những cái triệu chứng đấy đi, nếu mà trong tay các bạn có và bệnh có điều kiện để làm xét nghiệm và bệnh nhân cũng có thể chi trả một cái khoản tiền nhỏ nhỏ đấy thì làm xét nghiệm nó cũng không có đắt, có hơn 200 nghìn thôi. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm xét nghiệm này để sàng lọc những cái bệnh lý tự miễn cho bệnh nhân. Đấy. Một số các cái xét nghiệm khác có thể bệnh nhân có biểu hiện như là bạch cầu ải toàn tăng, nếu mà trong những trường hợp mà máy đay mà có liên quan đến cái ký sinh trùng. Bài này tức mình nhớ là hôm trước mình có giảng bài sẩn ngứa cho các bạn thì mình cũng đã nhắc rồi. Thế thì cái việc sống ở một cái đất nước nhiệt đới và mình cái thói quen ăn uống của mình ấy thì không thể loại trừ được cái bệnh ký sinh trùng nếu mà mình không có cái chế độ tẩy giun định kỳ. Cái này rất là thường gặp, ngay cả những cái người người ta là có học vấn cao ấy, chứ không phải là những mỗi là những người người ta không được tiếp cận tốt với dịch vụ y tế đâu, mà những cái việc nhỏ như thế nhưng mà không không có nhiều người biết. Và bây giờ là khuyến cáo từ 1 tuổi trở lên chúng ta có thể tẩy giun rồi, không phải là 2 tuổi nữa. Nên là cái vấn đề tẩy giun rồi là loại trừ cái ký sinh trùng này cũng rất là quan trọng đấy. Thì, trong trường hợp mà có ký sinh trùng ấy thì cái bạch cầu ải con có thể tăng lên cao như thế. Các bạn tắt mic đi ạ. Tắt mic. Bạn nào tắt mic ạ? Các bạn ơi, các bạn tắt mic nhờ lớp trưởng hay là bạn Huế ở phòng đào tạo nhắc các bạn nhé. Các bạn tôn trọng giảng viên và tôn trọng các bạn đang học. Các bạn sẽ có rất là nhiều hoạt động ở bên ngoài, và đặc biệt khi mà giảng online như thế này là các bạn đang được ở nhà đúng không? Nên là các bạn phải để ý cái đấy cho mình cái nhé.
Như mình nói ấy, thì có một cái thể đó là cái phù mạch trong di truyền ấy, thì có một số cái yếu tố chất ức chế C1. Cái này thì là nó cũng không cần phải biết rõ quá, tại vì thực tế mà nói là ở Việt Nam chưa có cái xét nghiệm để xác định chính xác cái tình trạng này, mà mình chủ yếu là dựa vào lâm sàng để chẩn đoán. Một số các xét nghiệm khác có thể cần cho trong cái việc khi mà các bạn điều trị cho bệnh nhân, ví dụ là siêu âm ổ bụng để phát hiện mà cái tình trạng là phù nề thành ruột hay không trong trường hợp mày đay cấp, đúng không? Thường những cái trường hợp mày đay cấp nặng như thế này thì chúng ta sẽ cho nhập viện để điều trị, chứ không thể là cho bệnh nhân thuốc để về nhà điều trị được. Đấy. Khi nào sẽ phải nhập viện điều trị là thường là trường hợp mày đay cấp tổn thương rất là nặng, nhiều bệnh nhân ngứa nhiều, bệnh nhân có tình trạng đó là đau bụng hoặc là khó thở thì chúng ta sẽ cho nhập viện để điều trị. Đấy. Một số xét nghiệm tìm ký sinh trùng và vi khuẩn, xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng, hoặc là bây giờ thì có xét nghiệm ELISA đúng không, để xét nghiệm xác định cái tình trạng có nhiễm ký sinh trùng hay không. Ở viện da liễu chúng tôi thì cũng có làm có một số cách này, nhưng mà để đầy đủ nhất thì là ở viện ký sinh trùng sốt rét thì các cái xét nghiệm này là đầy đủ nhất có thể. Rồi một số cái tình trạng ví dụ viêm loét dạ dày mà có HP, HP có thể có mối liên quan đến mày đay. Ra ở trong này thì có một số cái, một cái nữa mà cũng hay gặp mà ở gần đây có một bạn là cao học cũng đã làm đề tài, đó là cái kháng thể anti-TPO, là cái liên quan đến cái kháng thể tuyến giáp ấy, nó cũng có liên quan đến bệnh mày đay. Đấy thì đối với những cái trường hợp mày đay mạn, khi mà mày đay cấp thì không nói nhé, mày đay cấp thì thường là do nhiễm khuẩn, nhưng mà mày đay mạn thì cái việc làm cái hormone tuyến giáp để sàng lọc bệnh tuyến giáp cho bệnh nhân cũng rất là quan trọng. Các test trong mày đay vật lý chúng ta có thể làm cho bệnh nhân là gì? Trong cái nhóm vật lý ấy, thì mày đay do lạnh thì chúng ta sẽ có một cái test, đó là có một cái viên nước đá, cái viên viên đá nhỏ nhỏ trong tủ lạnh ấy, áp lên tay của bệnh nhân để xem có phải là xuất hiện mày đay hay không. Rồi mày đay do áp lực, mày đay do nhiệt thì có test áp lực, test ngưỡng các cái ngưỡng nhiệt có thể gây ra mày đay. Rồi ở ở bệnh viện này thì chúng ta khi mà các bạn đi ở phòng chẩn đoán hình ảnh đúng không, khoa chẩn đoán hình ảnh, nếu bạn thấy có một cái test đó là tem test ấy, đấy thì đó chính là cái test xác định cái nhiệt, mày đay do nhiệt của bệnh nhân hay không. Mày đay do ánh nắng thì còn với cái test tia UV. Cái này thì bệnh viện cũng đang trong tiến trình sẽ triển khai cái test test mày đay do ánh nắng này. Thường thì chúng ta sẽ làm ở khoa điều trị ban ngày, các bạn thấy là đi ở trên đấy có cái máy chiếu tia UV đấy. Đấy thì sẽ phối hợp ở trên đấy luôn để làm cái test này. Test mày đay vẽ nổi thì các bạn biết rồi, dấu hiệu vẽ nổi mày đay do nước. Đấy, như như mình nói ấy, thực ra là bệnh nhân không phải lúc nào người ta cũng đến khám ngay. Thế thì có những cái lúc người ta vô tình phát hiện ra, đó là khi mà đi bơi hoặc là đi biển đúng không? Và nếu mà còn nghi ngờ nữa thì cái test mà test mặc áo ướt ở nhiệt độ cơ thể trong vòng 20 phút. Vì sao phải ở nhiệt độ cơ thể các bạn? Nó không được, không phải áo nước lạnh, không phải nước nóng, vì nó có thể bị nhầm lẫn với cả cái mày đay mà do nhiệt đúng không ạ? Hoặc là do cơ học gây ra. Mày đay cho choline đó là dài đay do vận động, có những cái bạn mà cứ chạy 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 cường độ mạnh hoặc là tập thể thao cường độ mạnh thì bắt đầu xuất hiện mày đay. Mày đay tiếp xúc là mày đay do dị ứng thức ăn. Thực ra thì có thể là có một cái test áp để xem chẩn đoán liên quan đến những cái yếu tố ở bên ngoài, nhưng mà thực tế thì cũng không phải là dễ, có không phải lúc nào cũng xác định được chính xác cái loại mà nó gây ra cái mày đay bằng test áp này. Chỉ định xét nghiệm thì khi mà ở trong mày đay cấp thì hầu như chúng ta sẽ không cần phải tìm những cái xét nghiệm mà mình vừa nói. Chỉ quan trọng nhất là cái gì ạ? Vì cái mày đay cấp ấy thường là do nhiễm khuẩn, đa số là như thế. Anh sẽ thấy thế, đặc biệt là ở trẻ em. Thường thì chúng ta sẽ làm cái công thức máu để xem có cái dấu hiệu viêm không đúng không? Về bạch cầu, bạch nhỏ đa nhân trung tính, CRP, các chỉ số này có tăng hay không? Và thực ra thì rất là khó để xác định chính xác cái ổ nhiễm khuẩn. Có những trường hợp đó là bệnh nhân có viêm phế quản phổi, có những trường hợp bệnh nhân thì là vẫn là đang chảy mũi, viêm họng đấy. Những cái đó có thể có, nhưng có những trường hợp thì chúng ta khai thác cũng không thấy, nhưng mà khả năng cao có một ổ nhiễm khuẩn gì đó trong cơ thể. Hoặc có những bệnh nhân thì thường có sốt sốt cách đây một vài ngày, bây giờ có nổi mày đay đấy, thì tất cả những cái yếu tố đó thì mình cần phải khai thác kỹ cho bệnh nhân đấy. Còn khi mà có cái kết quả xét nghiệm mà có triệu chứng viêm thì
khả năng cao chúng ta sẽ cần phải dùng kháng sinh phối hợp với những cái thuốc để điều trị mài đay thì bệnh nhân mới khỏi được, còn nếu không thì nó rất là khó để khỏi. Một số các cái xét nghiệm khác, chức năng gan thận cơ bản để liên quan đến điều trị thôi, chứ còn nó cũng không phải là có những thêm cái gọi là bệnh nhân thì hay phàn nàn vậy là em sợ con bị nóng gan đúng không, nóng bên trong rồi nóng gan nóng thận gì đó, không có cái tình trạng như đấy đâu nhé. Mày đây mạn tính thì như mình nói tất cả những cái xét nghiệm đều có thể làm tùy từng cái thể của bệnh nhân và trong tay chúng ta có những cái gì để làm cho bệnh nhân. Đây là một cái hình ảnh máy đay mà do lạnh các bạn này, đây là một cái viên đá đúng không, ice cube đấy, thì ở đây lúc nào chúng ta sẽ đặt trên tay bệnh nhân hoàn toàn bình thường và sau khi nó cái viên đá nó tan đi thì bắt đầu chúng ta sẽ xuất hiện máy đay ở đây. Đấy là một cái hình ảnh minh họa các bạn, rất là đơn giản, có thể nếu mà chúng ta nghi ngờ hoàn toàn chúng ta có thể làm được ở nhà cho bệnh nhân và cho người nhà đúng không. Rồi gần đây là cái dấu hiệu vẽ nồi mà rất là hình ảnh rất là đẹp như này, thì chúng ta hoàn toàn có thể vạch trên da cho bệnh nhân để kiểm tra cái tem test để kiểm tra cái mức độ xuất hiện mài đay đây. Chẩn đoán phân biệt, chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt về những bệnh gì, bệnh hồng ban đa dạng đúng không. Hồng ban đa dạng thì nếu ở những cái trường hợp điển hình ấy thì không nói, nhưng trong một số rất là nhiều trường hợp thì là khi mà cái tổn thương hồng ban đa dạng nó không phải có hình bia bắn điển hình thì chúng ta sẽ cần phải chẩn đoán phân biệt với mài đay đấy. Đây có thể nói là những cái trường hợp mà hồng ban đa dạng không điển hình đúng không các bạn, nhìn nhìn một số chỗ thì bắt đầu mới có thể có cái thấy hình bia bắn hơi 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 bị bia bắn một chút, còn nó không phải là tất cả điển hình thì chúng ta cần phải nghĩ đến mài đay viêm mạch. Viêm mạch khi nào thì gọi là mài đay viêm mạch, như mình nói lúc đầu ấy, mài đay bình thường nó sẽ tồn tại trong vòng 20 phút thôi, còn nếu mà mài đay viêm mạch ấy, thì nó sẽ tồn tại trên 24 giờ đấy. Thì nghĩa là sao, nghĩa là sau 24 giờ bệnh nhân vẫn còn những triệu chứng mài đay, và khi nó mất đi, ấy, nó không mất đi hoàn toàn, nó để lại cái da lành hoàn toàn như thế, mà nó để ra những cái rát thẫm màu đấy, tăng sắc tố như thế này của bệnh nhân. Thì cái đấy, cái mài đay viêm mạch nó có liên quan đến bệnh tự miễn còn nhiều hơn, ở mức độ còn cao hơn so với mài đay thông thường, nhưng nó cũng là một cái tổn thương không đặc hiệu ở trong bệnh tự miễn đấy. Đấy. Thế để kiểm soát bệnh mài đay thì chúng ta cần cần như thế nào? Để các bạn biết rồi, khi các bạn đi xem xong phòng khám hay các bạn đã có những kinh nghiệm điều trị của bệnh nhân thì đối với mài đay cấp, khi mà đặc biệt là những cái đợt là về đây do nhiễm khuẩn, khi mà mình đã xác định được chính xác rồi thì cái việc điều trị nó không có gì khó khăn cả đúng không. Thường là chúng ta có thể ở mức độ nặng thì dùng có thể dùng phối hợp corticoid kháng histamine để giảm triệu chứng, đồng thời là mình sẽ tìm được cái căn nguyên nhiễm khuẩn này thì mình sẽ dùng cả kháng sinh nữa. Còn nếu mà không tìm được căn nguyên nhiễm khuẩn, mình hoàn toàn có thể dùng corticoid và kháng histamine để kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân. Thường bệnh nhân sẽ khỏi trong vòng khoảng 1 tuần thôi là bệnh nhân ok rồi. Nhưng mà đối với cái trường hợp mài đay mạn thì chúng ta sẽ rất là khó, rất là khó. Thường là sẽ hẹn khám lại sau 1 tháng đúng không ạ? Nhưng mà 1 tháng bệnh nhân vẫn vẫn bị, tức là bệnh nhân sẽ phàn nàn là, thường đa số sẽ là phàn nàn là tôi dùng thuốc thì nó đỡ nhưng mà không dùng thuốc thì nó lại xuất hiện đúng không? Là và bệnh nhân xem đó là cái việc tôi không đắp cái thuốc này không không có tác dụng đối với tôi và tôi không khỏi bệnh. Người ta lúc nào cũng mong đợi đó cái kết quả đó là dùng xong 1 tháng thuốc này của bệnh bệnh nhân này thì người ta sẽ hết bệnh. Nhưng mà khi mà mình nắm được cái bản chất của mài đay, khi mình hiểu được cái phác đồ điều trị thì để mình có thể giải thích được cho bệnh nhân đúng không ạ? Bệnh nhân quay lại. Nhưng mà cái việc dùng thuốc mà nó mất đi không không xuất hiện đó là việc đáp ứng với thuốc rồi, chứ không phải là mong đợi là nó còn còn dừng thuốc mà quay lại, thì đó là không phải là nó không hết bệnh, mà đó là cái bản chất bình thường của cái mài đay khi mà mình chưa xác định được chính xác nguyên nhân để loại trừ đúng không ạ. Và xác định được yếu tố nguyên nhân ấy thì không không có gì để bàn cãi nữa rồi, không có gì để nói nữa rồi đúng không. Nhưng mà không phải bệnh nhân nào lúc nào cũng tìm được. Thế thì có những bệnh nhân thì người ta biết được rõ ràng, khi mà đến khám với bệnh nhân người ta tự biết được là người ta bị do cái gì rồi. Có những bệnh nhân nói rõ ràng với bác sĩ đó là em vào ngồi điều hòa thì bị đấy. Hoặc là có những bệnh nhân mà ở nước ngoài người ta thừa biết đó là tôi hồi ở tôi ở Việt Nam tôi không bị, mà đến ra nước ngoài bị lạnh bị đấy. Có những trường hợp là như thế đúng không ạ, nhưng có những trường hợp thì mình đi làm xét nghiệm rất là nhiều cũng chưa xác định được cái yếu tố gì cả, và vẫn là một cái câu hỏi rất là khó để trong cái việc kiểm soát bệnh này đây đúng không.
Thế thì khi mà điều trị bệnh máy đay thì chúng ta sẽ điều trị theo từng bậc thang, đấy, từng bước. Thì từng bước này nó sẽ như thế nào? Đây là các cái phương pháp mình có thể dùng để điều trị máy đay đúng không ạ? Nhưng mà thế thì cái từng bước ở đây là như thế nào? Bước 1 thì chúng ta sẽ dùng liều thông thường cho bệnh nhân cả đã. Dùng với liều thường là kháng histamine thì nó có nhiều loại thì mình không nói cái hàm lượng ở đây đúng không? Thường là mình sẽ dùng liều một viên, có thể là 180 mg đối với fesofenadine hay là 5 mg đối với desloratadine, tùy cái phương án các bạn đang có trong tay là cái gì đúng không? Với liều bình thường vẫn không đáp ứng nghĩa là sao ạ? Nghĩa là dùng thuốc mà vẫn nổi mề đay. Còn nếu mà dùng thuốc nó mề đay mất mà dừng thuốc mề đay xuất hiện thì nghĩa là đó là bình thường các bạn nhé. Nghĩa là có đáp ứng, còn vẫn còn triệu chứng sau 2 tuần dùng mà vẫn bị thì mình sẽ tăng gấp đôi lên, gấp đôi và up to 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 đến tối đa là 4 lần cái liều thông thường. Nghĩa là lúc đầu liều đầu tiên là một viên đúng không? Thế thì liều cao nhất có thể dùng cho bệnh nhân đấy đó là 4 viên. Đấy. Thì nếu mà vẫn không đáp ứng, nghĩa là vẫn còn triệu chứng sau 2 đến 4 tuần, sau 1 tháng khám lại của bệnh nhân nói là tôi dùng cái liều này nó vẫn không ổn. Các bạn đừng có vội là đổi cái nhóm đi nhé. Đừng có nói là vì desloratadine nó không đáp ứng tôi chuyển sang fesofenadine, không phải như thế. Mà mình sẽ điều trị theo từng bước như thế này ạ. Và nếu đến cái liều tối đa rồi bệnh nhân vẫn còn bị thì sau đó thì chúng ta sẽ thêm omalizumab vào. Omalizumab cái này cái tên 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 thị trường của nó, tên thương mại của nó là cái gì để tôi nhớ lại xem. Mình xin lỗi là bây giờ hiện tại cái nó có tên thương mại hay 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 dùng. Mình xin lỗi, mình sẽ nói với các bạn khi mà mình nhớ lại được nhé, tại vì cái omalizumab này mình chỉ nhớ được cái dược chất này thôi. Nghĩa là sao ạ? Khi mà vẫn không đáp ứng với kháng histamine thì chúng ta sẽ thêm omalizumab vào, đừng tiêm các bạn nhé. Và cái thuốc này nó rất là đắt, nó là thuốc sinh học, bản chất của nó là nó kháng lại IgE. Thế thì thường ấy thì có thể nếu mà các bạn đọc qua cái phác đồ hoặc là những người người ta tìm hiểu không kỹ hoặc là bác sĩ chuyên ngành khác ấy, người ta thì sẽ vội vàng đó là chuyển sang cái này mà không phối hợp với kháng histamine. Nhưng thực tế mà nói ở cái bước này người ta sẽ dùng cái này phối hợp với cả kháng histamine nữa, trên cái nền cơ bản của bệnh nhân vẫn đang dùng chúng ta sẽ dùng kèm với cả omalizumab đấy. Thì còn nếu mà ở cái mức độ mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng nữa, tức là sau 6 tháng điều trị, sau 6 tháng mỗi tháng tiêm một một lần nhé, thì mà bệnh nhân vẫn không đáp ứng với omalizumab thì mình sẽ dùng cái gì ạ? Thêm vào bước 1 cyclosporine. Cyclosporine A ấy, đấy, thì là một cái thuốc nó cũng hứa hẹn và cũng ổn trong điều trị mày đay, và hiện tại chúng tôi cũng đang dùng cái thang điều trị như này ở phòng khám mày đay cho bệnh nhân. Những cái này thì mình chỉ nói lại một số cái liên quan đến cái kháng histamine thôi. Cái này thì đa số các bạn cũng biết hết rồi đúng không ạ? Thế hệ 1, thế hệ 2 thì thường mình sẽ ít chọn cái thế hệ 1 vì nó liên quan đến cái làm cho bệnh nhân là buồn ngủ. Đấy, buồn ngủ nó đi vào cái thần kinh trung ương cho nên nó dễ gây buồn ngủ. Thì thực ra thì bây giờ cũng rất là ít hạn chế dùng những loại này. Những cái loại này thì thường bây giờ chỉ dùng nó rất là rẻ đúng không? Chỉ dùng đối với những trường hợp đó là phụ nữ mang thai ở trong, đặc biệt là trong những cái tháng đầu thì dùng kháng histamine H2 thì thế hệ 2 thì nó cũng hơi 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 ngại một chút, thì chúng ta có thể dùng cái chlorpheniramine đấy cho phụ nữ có thai. Thực ra thì cái việc gây buồn ngủ thì cũng không phải là quá quá ghê gớm đối với những bà bầu này, tại vì thực ra họ cũng cần nghỉ ngơi cho nên là các bạn có thể cho họ uống trước khi đi ngủ. Nó hơi mệt một chút khi mà ngủ rất là say, và khi tỉnh dậy thì bệnh nhân có thể hơi mệt một chút. Và kháng histamine H1 này các bạn còn có thể thấy ở đâu nữa ạ? Đó, ở trong các cái thuốc mà chống say tàu xe ấy, thì người ta trong cái hỗn hợp đấy nó có một vài thuốc thì trong đó có một thứ là kháng histamine H1 và nó gây buồn ngủ giúp. Còn chủ yếu chúng ta sẽ dùng cái kháng histamine H2 và nó có khá là nhiều loại, thì bài này thì mình chỉ nói qua như thế thôi, còn không không nói kỹ về cái đấy các bạn nhé. Bạn sẽ tự tìm hiểu thêm trong cái quá trình học cũng như là có cái bài về kháng histamine. Cái omalizumab ở đây này thì thường thì sẽ chỉ định cho 12 tuổi trở lên chứ không phải là tuổi nào cũng dùng được. Như mình nói lúc nãy thì thường chỉ định đó là 150 đến 300 mg một lần. Thường thì một cái lọ của nó còn là 150 thôi, thì 300 điều 300 thì nó hơi đắt tiền đúng không, nó sẽ đắt bộ tiền cho bệnh nhân như thế. Thì tiền tiền triệu ấy mình không nhớ
chính xác là bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là mỗi lần điều trị như thế cũng phải tầm 7 đến 8 triệu gì đó nếu mà dùng với cái liều 300 mg. Cyclosporine à, thì đó là đây, cái tác dụng chính của nó không phải là cái của cyclosporine trong điều trị mày đây, mà nó là off label các bạn nhé. Off label cái điều trị không chính thức thì thực ra trong da liễu nó cũng có khá là nhiều các loại thuốc như thế. Thì nếu mà cái phác đồ guideline của thế giới như thế này thì mình cũng không có vấn đề gì trong cái quá trình điều trị đâu, mình cũng không có lo lắng nhé. Ốc thì quý toàn thân các bạn nhớ này là chống chỉ định trong 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 mày đay mạn nhé, chỉ dùng trong đợt cấp của mày đay mạn, nghĩa là bệnh nhân đã có tiền sử rất là lâu rồi nhưng đợt này bệnh nhân bị rất là nặng rồi, có kèm theo những cái triệu chứng phù mạch hay là triệu chứng nó rầm rộ cấp tính nhiều thì có thể dùng prednisolone hoặc là các cái loại khác, các cái quýt khác, nhưng trong thời gian ngắn thường chúng tôi sẽ điều trị cho bệnh nhân trong vòng 5 đến 7 ngày thôi, thường là như thế, và bệnh nhân có thể đáp ứng khá là tốt rồi. Đấy. Mà bệnh nhân có hoàn toàn có thể ra viện và kiểm soát triệu chứng, không không cần phải dùng đến corticoid nữa, mà chỉ có dùng có kháng histamine thôi. Và trong mày đay cấp thì tất nhiên sẽ phải dùng rồi đúng không các bạn? Kháng leucotriene thường là montelukast, các bạn thường thấy trong chuyên ngành dị ứng mà dùng trong bệnh hen này đúng không? Nhưng mà thường thì ở trong mày đay nó cũng không không có nhiều, không có nhiều tác dụng, nó không có như các bạn thấy, nó không có trong phác đồ. Một số các cái phương pháp khác nhưng mà nó cũng ít hơn, thường thường là nằm trong những cái loại rất là đặc biệt đúng không ạ, bệnh lý diễn biến nặng nề các thứ, hoặc huyết tương lại hemoglobin tĩnh mạch vân vân, những cái đó thì thực ra là không phải ở cơ sở nào cũng 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 có và bệnh nhân nào cũng có thể đáp ứng được đấy. Thế thì mình cứ theo trên hết những cái gì cơ bản nhất ở trong cái bài này, các bạn cứ theo cái guideline mà làm nhé. Còn trong tay các bạn không có những cái phương tiện để làm xét nghiệm cho bệnh nhân, để điều trị cho bệnh nhân, thế thì các bạn có thể gửi đến phòng khám chuyên về bệnh mày đay của chúng tôi đúng không? Thì chúng tôi có thể làm những cái gì tốt nhất trong trong tay cho bệnh nhân đấy. Có lẽ là để mà nói về các cái phương tiện thì chắc là không có phòng khám hay là một bệnh viện nào có thể đầy đủ như ở đây, cho nên khi mà các bạn không không kiểm không 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 thể điều trị được cho bệnh nhân nữa thì hãy gửi đến cho chúng tôi. Rồi, đấy là nội dung của bài mày đay ngày hôm nay. Tôi đã giảng 35 phút cho các bạn, hơi quá quá một tí rồi. Thế thì các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi ở cuối bài nhé. Mình sẽ giảng luôn cái bài bệnh BZ cho các bạn. Đầu tiên thì cái này thì trong nội dung bài mình sẽ nói, nhưng mà cái đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là cách phát âm, cách đọc của bệnh. Thường thì các bạn sẽ nghe, bây giờ các bạn không được giao ban bệnh viện nhiều nữa, nhưng một số bạn mà đã từng học cái da liễu cơ bản hoặc là học những khóa học trước đây các bạn đi nghe giao ban, các bạn hay có thể thỉnh thoảng gặp những cái bệnh nhân bệnh bị bét C, các thầy cô hay gọi bét C đúng không? Nhưng mà không phải, đó không phải là cái phát âm đúng, hoặc là cái phát âm bằng tiếng Pháp, không biết là tiếng Pháp, mình không học tiếng Pháp mình không biết, nhưng mà có lẽ là dùng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế nhá, thì cái phát âm đó nhưng không 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 chuẩn, mà nó sẽ là phải là B Z, không phải là B C mà là B Z các bạn nhé. Để thế thì vì sao chúng ta lại có cái tên gọi này, nó xuất phát từ cái người cái bác sĩ mà tìm ra bệnh. Thế thì bệnh BZ thực ra nó không gặp nhiều, nên là trong cái thời gian học của các bạn, có thể các bạn chưa từng gặp bệnh nhân nào, hoặc là từ trước đến giờ các bạn cũng chưa gặp bệnh nhân nào, nên là khi mà các bạn ít gặp ở lâm sàng nó sẽ khó khó nhớ, khó học, khó vào hơn đúng không, khó vào hơn so với cái bệnh mày đay, vì bệnh này các bạn đã gặp quá nhiều rồi. Thế thì phải nhớ những cái key ở trong cái bệnh này là cái gì, bệnh nó có liên quan bệnh nhiều mạch máu và các cái mạch máu kích thước khác nhau trong cơ thể, nó là một cái bệnh viêm mạch hệ thống, đó là những cái key key của cái bệnh này. Thế thì từ cái căn nguyên, cái không phải căn nguyên mà là về cái bản chất của bệnh như thế, thì các bạn sẽ suy luận được những cái biểu hiện của bệnh như thế nào nhé, và nó có liên quan đến bạch cầu đa nhân trung tính đấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái nhóm viêm bạch cầu đa nhân trung tính, viêm mà có tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Thì trong da liễu nó có một cái nhóm bệnh như vậy, thì nó không phải là mỗi BZ mà nó một số các bệnh khác nữa, thì trong quá trình giảng mình sẽ đề cập đến các bạn nhé. Và cái tên gọi thì nó xuất phát từ cái người mà tìm ra bệnh đấy, người đã phát hiện ra. Thì cái tên tên đầy đủ của bệnh ấy nó còn dài hơn như thế, nó còn tên
cái này của cái bác sĩ này này, đây tên đầy đủ đây này, Adamantiades là tên của bác sĩ người mắt, và cái Bicep là tên của bác sĩ. Ôi, màn hình vẫn bệnh mày đây ạ. Các bạn không nói sao? Được chưa, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Còn vẫn đang bệnh mày đây cô ạ. Dạ chưa Chưa ạ. cô ạ. Sao lại thế nhỉ? Rồi để mình tắt bệnh mày đây đi xem là có mọc ra không. Được chưa các bạn? Chưa cô ạ. Không được à? Đang quay cô ạ. Thế à? Bây giờ tắt rồi đúng không? Tắt 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 cái xe rồi đúng không? Vâng, đang tắt màn hình ạ. Tắt rồi này. Được chưa? Thấy chưa? Rồi, hiện hiện ra Được tổn thương rồi vết cô xương ạ. này ạ. Rồi, ok, rồi. Phải nói chứ, phải nói sớm chứ. Rồi. Đây, đang để nói tên gọi đúng không? Thì tên gọi đầy đủ của nó ấy, thì của cái bệnh này thì nó sẽ tên còn dài ra như thế này cơ. Thì cho thoát cái màn hình. Mình xin lỗi, mình không thể cho full màn hình được nhá. Thôi các bạn xem như thế này nhá, để mình khỏi phải phải chuyển ra đầy đủ. Thế thì tên đầy đủ của bệnh ấy là cái tên ghép của một bác sĩ người mắt và bác sĩ người da liễu. Thế thì từ cái này các bạn sẽ hiểu được cái biểu hiện thường gặp nhất đó là bệnh hiểu về mắt, về da liễu nhá. Thì đó là lý do vì sao mà cái người phát hiện ra là ở chuyên khoa mắt và da liễu. Mặc dù đây là một cái bệnh lý viêm mạch và viêm mạch hệ thống và ở nhiều mạch máu có kích thước khác nhau, chứ không phải mỗi mạch nhỏ hay là mạch trung bình hay mạch lớn, mà là tất cả cả ba cái đó. Vùng mà hay gặp ấy thực ra là nó không phải phổ biến ở ở tất cả các nước đâu, mà nó chỉ có một số vùng thôi, vùng Đông và Trung Á, ở phía Đông Địa Trung Hải, đây ở Thổ Nhĩ Kỳ châu Á. Cái này các bạn hiểu vì sao? Các bạn thấy này, cái bác sĩ người người mà phát hiện ra bệnh ấy, ông ấy là một người mắt ở Hy Lạp và một người thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghĩa là xác suất bị ở những cái vùng này nó cao hơn. Các bạn hiểu chưa ạ? Tất cả những cái vấn đề nó đều liên quan đến nhau đấy. Thì để các bạn biết là nó không phổ biến ở những cái nước châu Âu hay là châu Mỹ, mà là ở thường ở cái vùng mà dọc con đường tơ lụa ở vùng vùng Trung Á, Đông Á đấy. Cơ chế bệnh sinh thì chưa rõ ràng, nhưng có một cái đặc điểm nó liên quan đến gen và yếu tố miễn dịch là cái HLA. Mặc dù nó có liên quan đến tự miễn, nhưng nó không phải là bệnh tự miễn các bạn nhá. Nó không phải hoàn toàn ở trong tự miễn. Đó là lý do vì sao nó nằm ở trong cái chương này đúng không? Nhưng nó không phải là như bệnh lupus hay là bệnh xơ cứng bì, mà chúng ta có thể xác định chính xác được cái tự kháng thể trong cơ thể, mà nó có liên quan đến tự miễn thôi. Và cái keyword của căn bệnh là gì? Bệnh viêm hệ thống xuất hiện ở nhiều cơ quan và nhiều mạch máu kích thước khác nhau và bạch cầu đa nhân trung tính. Đó là những cái mà các bạn cần hiểu về bản chất của cái bệnh này. Và biểu hiện thì sao? Biểu hiện hay gặp đó là ở mắt và ở da. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta học bài này trong da liễu. Đấy. Các bạn sẽ thấy nữa, đó là một tỷ lệ các cái bệnh nhân đó là sẽ được chuyển từ chuyên khoa mắt sang, hoặc là bạn nào mà làm ở trung tâm ví dụ mắt và da liễu thì các bạn sẽ thấy được là tỷ lệ xuất hiện ở những cái bệnh nhân này đúng không? Ở bệnh viện mắt trung ương ấy rất là hay gặp những cái ca như thế này, rất là hay gặp. Tại vì vì sao thế? Vì ở mắt nó sẽ xuất hiện những cái tổn thương như thế nào, chúng ta sẽ học ở trong cái phần tiếp theo nhé. Tất nhiên cái chính ở ở đây chúng ta đang học viêm ngoài da liễu thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến tổn thương da liễu như thế nào. Thế thì lúc nào chúng ta cần phải nghĩ đến bệnh BZ. Đấy, bệnh nhân xuất hiện đến với tổn thương da như thế nào thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt về bệnh này. Có thể đó không phải là cái gợi ý đầu tiên, cái bệnh lý đầu tiên mà các bạn cần nghĩ đến, nhưng các bạn sẽ cần chẩn đoán phân biệt đúng không? Đó là gì ạ? Là các cái loét miệng. Đây là mình sẽ nói kỹ ở cái phần da liễu là gồm có những tổn thương gì các bạn nhé. Và vì đây là một cái bệnh tổn thương viêm hệ thống xuất hiện nhiều cơ quan, cho nên nó các cái tổn thương có thể gặp ở những cái quân nào, ở não, ở mắt, viêm màng bồ đào, tổn thương ở miệng, miệng như mạc, ở phổi, ở thận đấy, ở các cơ quan sinh dục, rồi là viêm đau khớp. Thế thì
tất cả những cái này nó đều liên quan, vì khi mà tiêu chuẩn chẩn đoán ấy, nó không phải mỗi xuất hiện cái tổn thương da này chúng ta sẽ nghĩ đến bệnh BZ mà nó sẽ phối hợp những cái triệu chứng khác nữa, chúng ta sẽ học ở phần tiếp theo nhé. Thế thì ở da liễu các bạn đến, bệnh nhân sẽ đến với các bạn về cái gì, tỷ lệ cao nhất các bạn sẽ gặp đó là liên quan đến cái loét áp. Thì loét áp nghĩa bệnh nhân đến với các bạn không, nó còn có nhiều lý do đúng không, xuất hiện một cái loét áp ở trong miệng, có người thì tái đi tái lại nhiều lần, có người đến với loét áp khổng lồ, áp to, có người thì một vài cái nhỏ thôi đúng không. Thường thì cái nhỏ người ta sẽ ít đến với các bạn vì là nó hoàn tính chất của loét áp hoàn toàn có thể khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày, bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi rồi đúng không, hoặc là người ta có thể đến chuyên khoa răng hàm mặt, hoặc là đơn giản là ra hiệu thuốc và người ta dùng cái thuốc thuốc bệnh nhân hay nói là thuốc có hình cái môi, corticoid triamcinolone đúng không, bôi vài hôm nó khỏi. Nhưng nếu mà tái phát nhiều lần thì bệnh nhân sẽ đến với các bạn, hoặc là bệnh nhân đau đớn quá, điều trị không khỏi, lặp đi lặp lại, các bạn sẽ đến với các bạn. Và thường ở trong bệnh BZ thì nó thế nào, nó sẽ các cái loét rất là to, không phải là nhỏ nhỏ như thế, và bị tiến lặp đi lặp lại nhiều lần, và bệnh nhân sẽ đến với các bạn vì cái này. Tuy nhiên ở bệnh BZ thì ngoài cái loét này sẽ có cái gì nữa, có thể kèm loét sinh dục, loét cũng tính chất áp nhưng mà ở sinh dục. Và khi mà đến loét về sinh dục thì thực ra nếu với một cái tư duy của bác sĩ da liễu, chúng ta sẽ không nghĩ ngay đến bệnh BZ đúng không, trừ trường hợp bác sĩ mắt chuyển chuyển bệnh nhân sang thôi, mà chúng ta sẽ phải loại trừ những cái bệnh lý mà nó cũng có loét sinh dục. Thường là cái gì hả các bạn, bệnh gì? Bệnh gì mà chúng ta ảnh hưởng đầu tiên? Thì đây câu hỏi cho các bạn nhé. Thế thì trong trường hợp loét sinh dục chúng ta sẽ phải phải nghĩ đến những cái bệnh gì nữa? Đây là một số cái hình ảnh các cái vết rất loét của bệnh nhân. Tất nhiên không phải là bệnh nhân nào cũng là BZ cả, mà chúng ta sẽ phải chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh gì khác. Thì các bạn thử hỏi đặt lại những câu hỏi trong đầu, vì các bạn đã học STI rồi, bạn đã học rất là nhiều chương rồi, đây là những cái chương cuối cùng nữa. Thì câu hỏi về cho các bạn sẽ thực hành khi mà bệnh nhân đến với loét thì các bạn sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh gì đầu tiên. Các tổn thương da khác mà có thể liên quan đến cái bạch cầu đa phản ứng viêm do bạch cầu đa nhân trung tính ấy, như mình nói ấy, cái key của bệnh này đó là bạch cầu đa nhân trung tính. Thế thì nó sẽ có những cái tổn thương gì ạ? Tổn thương viêm mạch có mủ bằng cái mà chúng ta có thể thấy là trong bệnh cái test pathology ấy, thường là làm ở trong một số các cái bệnh lý mà có tăng bạch cầu đa nhân trung tính thì test pathology này nó sẽ dương tính, nghĩa là nó có test pathology dương tính không có nghĩa là BZ, mà nó chỉ đặc trưng trong cái bệnh lý cái nhóm bệnh viêm mạch viêm mà tăng bạch cầu đa nhân trung tính thôi. Nó có thể là gì ạ, viêm da mủ hoại thư hoặc là trong hội chứng suýt đúng không. Có một lần khi mà sinh hoạt khoa học chúng ta đã đọc rất là kỹ, học rất là kỹ về cái bệnh hội chứng suýt này rồi. Một số các cái tổn thương khác có thể gặp như là viêm mạch hoại tử. Thế thì khi mà khám bệnh nhân đến với các bạn thì các bạn sẽ phải khám cụ thể, tóm lại đọc sau khi khám 5 đến 10 phút hay là 15 phút gì đó hỏi bệnh nữa thì các bạn phải nói được bệnh nhân có những tổn thương gì đúng không, ngoài cái loét áp thì bệnh nhân có những cái gì khác nữa có kèm theo hay không. Khi mà có các càng nhiều triệu chứng kèm theo thì chúng ta lại càng phải đặt ra các nhiều chẩn đoán phân biệt để tìm được ngọn ngành cho bệnh nhân. Biểu hiện ở mắt, cái này cũng rất là quan trọng đúng không? Da và mắt. Thế thì mắt ở bệnh nhân thường gặp là cái gì ạ? Viêm màng bồ đào sau. Đó là nhiều bệnh nhân đến khám vì cái đó. Mình xin lỗi nhé, mình có cái điện thoại của
Mình xin lỗi các bạn nhé, có việc cần giải quyết ngay nên mình không thể ấy đâu. Thế biểu hiện ở mắt thì có thể có những cái biểu hiện là viêm màng bồ đào trước hoặc là đục thủy tinh thể tăng nhãn áp, tất cả những cái này thì mình lấy trong textbook thôi, còn mình cũng không có điều kinh nghiệm để điều trị về bên chuyên khoa mắt được. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của bản thân mình thì cũng đã có một bác sĩ bên mắt gửi bệnh nhân sang với bên mình, đó là về biểu hiện đó là viêm màng bồ đào sau, viêm màng bồ đào sau thì một người bạn của mình ở bên Viện Mắt Trung ương thì có gửi bệnh nhân về viêm màng bồ đào sau gửi sang. Thì thật ra thì cái BSEP thì không phải là nguyên, không phải là mỗi cái việc làm là viêm màng bồ đào sau nó có liên quan đâu. Viêm màng bồ đào sau thì các bạn sẽ phải chú ý một cái nữa, thì cái này mình nhắc cho những cái bạn mà làm ở trung tâm mắt và da liễu ấy, thì có một số bệnh lý ở da liễu nó có thể liên quan, đó là gì ạ, HIV và giang mai nữa, cũng cần phải 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 lại trừ khi mà bệnh nhân có bị viêm màng đột bồ đào sau đấy. Thì tất nhiên là bệnh nhân là của bạn bác sĩ bạn mình ấy thì là cũng có kèm theo một số cái tổn thương ở da nữa, cho nên là người ta nghi ngờ và người ta muốn chuyển sang để cho bác sĩ da liễu. Đây là một số các cái hình ảnh này, các bạn thấy là viêm màng bồ đào sau khi mà soi đáy mắt, hoặc viêm mống mắt, viêm mủ tiền phòng. Thì đây các bạn thấy, có thể nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy cái mức mủ ở phía dưới đây này, viêm mủ tiền phòng đấy, thì tắc tĩnh mạch trung tâm mắc phải ở bệnh nhân BSEP. Cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải khám chuyên khoa thôi đúng không, trong tay chúng ta không có những cái để trị như này. Đây các bạn thấy này, viêm mủ tiền phòng, các bạn thấy đây đấy. Đấy, viêm màng bồ đào. Về các cái triệu chứng khác có thể kèm theo ở đối với bệnh nhân BSEP đó là gì ạ? Biểu hiện ở khớp thì là thường là viêm đa khớp và viêm đối xứng đúng không ạ? Trong các cái bệnh mà liên quan đến bệnh tự miễn thì các bạn sẽ thấy là cái tính chất của nó sẽ thường đối xứng với nhau, chứ không phải là viêm một bên đúng không ạ? Thì một số cái lưu ý nó liên quan đến HLA-B27. Nếu mà nó dương tính thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến cái viêm cột sống dính khớp ấy, chứ còn không phải BSEP vân vân. Một số cái như thế thì mình nói kỹ thêm một chút thôi. Còn một số các cái biểu hiện ở các cơ quan khác có thể có. Đấy, vì nó viêm mạch hệ thống đúng không? Viêm tất cả các cái mạch nhỏ, mạch lớn, mạch trung bình, cho nên là nó sẽ dẫn đến các cái triệu chứng trên lâm sàng như này mà các bạn có thể tự suy luận ra nhé. Một số các cái triệu chứng ảnh hưởng đến các cái chức năng sinh tồn biểu hiện rất sớm thì chúng ta cần phải để ý do tổn thương thần kinh, và nó có thể để lại những cái di chứng mà không hồi phục, cho nên là nếu có thì chúng ta sẽ phải phát hiện sớm và để điều trị cho bệnh nhân. Chắc chắn là một bệnh nhân mà có biểu hiện thần kinh thì người ta không đến gặp bác sĩ da liễu đâu đúng không, nhưng các bạn sẽ có thể gặp trong những trường hợp mà các bạn đi hội chẩn nhân, và khi bệnh nhân có cả tổn thương da nữa thì chúng ta sẽ phải để ý như này, phải nghĩ đến đúng không ạ, nghĩ đến thì bắt đầu mới làm mới mới mới, mới tìm ra được cái hướng để làm chẩn đoán cho bệnh nhân. Tiên lượng ấy đối với bệnh BSEP thực ra thì có những trường hợp thì cũng 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 không phải là nguy hiểm đến tính mạng ngay như mình vừa nói, nhưng mà cái vấn đề của bệnh nhân ấy đó là tái phát rất là nhiều lần. Nhưng ngay cả cái loét áp rồi là các cái triệu chứng ở loét sinh dục nó là tái đi tái lại rất là nhiều lần, mà đó làm cho bệnh nhân phải đến khám. Và để mà điều trị triệt để ấy, cũng chưa phải là có một cái thuốc nào nó để khỏi hoàn toàn được, vì nó liên quan đến yếu tố tự miễn mà cơ chế bệnh sinh nó cũng chưa rõ ràng, nên là nó có gây những cái khó khăn trong cái quá trình điều trị. Ở các cái xét nghiệm có thể làm cho bệnh nhân ấy thì chúng ta có thể làm cái gì ạ? Mô bệnh học trong cái trường hợp mà có cái tổn thương da nó không 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 điển hình, ví dụ như là cái viêm da mủ hoại thư, hay là có kèm theo các cái bệnh lý mà có viêm bạch cầu đa nhân trung tính, thì chỉ khi mà làm sinh thiết da thì chúng ta mới có thể xác định được cho bệnh nhân. Còn nếu với một cái loét áp đơn thuần mới đến với các bạn thì chưa chắc đã các bạn đã cho làm cái mô bệnh học ngay được đúng không? Thường chúng ta sẽ phải tìm tìm cái những cái yếu tố liên quan
có để nghĩ đến hay không đã. Còn khi mà đã điều trị này, đã điều trị thử này, đã loại trừ những cái bệnh lý khác rồi, ví dụ như một cái loét ở miệng thì các bạn đầu tiên cũng sẽ có thể làm một cái xét nghiệm tế bào răng đúng không, để xem là có bị pemphigus hay không, hay loại trừ, hoặc là những cái loét áp mà có thể do chấn thương, hay là một cái loét áp đơn thuần thôi thì trước hết mình cứ điều trị cái đã, chưa cần phải xem sinh thiết ngay cho bệnh nhân đúng không. Nhưng có kèm theo các cái tổn thương da thì chúng ta sẽ phải làm sinh thiết luôn. Tại test pathology nó rất là đơn giản đúng không, thì cũng đã nói khi mà sinh vật khoa học hay là các bạn cũng đã biết rồi, đó như là cái test lấy da thôi, và chúng ta có thể đọc kết quả sau 24 giờ đấy, thì có thể xem được nghi ngờ này hay không. Vì một cái bệnh nhân loét miệng, loét sinh dục vào viện thì trong một cái đêm trực như thế thì các bạn sẽ cần phải làm cho bệnh nhân đúng không, một cái rất là đơn giản như thế này, khi giao ban hỏi là không biết thì không được. Một số các cái xét nghiệm khác để hỗ trợ chẩn đoán, tìm những cái biểu hiện ở các cơ quan khác đúng không? Cái quan trọng ở đây này, cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta cần đưa ra ở cái bệnh nhân bị mê sét. Các cái tổn thương ở mắt mà tái đi tái lại rất là quan trọng đúng không? Phải tái đi tái lại đã. Và trong thì mình sẽ cho 2 điểm, tổn thương ở miệng, vết sinh dục, tổn thương da khác mà có tái đi tái lại, chúng ta sẽ cho những cái điểm như này. Các bạn thấy này, trong những cái điểm này thì thấy là đã có 1, 2, 3 điểm nó liên quan đến da liễu rồi. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cần cần phải khám rất là kỹ càng đúng không? Để nhận định cho bệnh nhân. Đấy. Tổn thương ở cơ quan hệ thần kinh trung ương. Hệ thần kinh trung ương thì chiếm 1 điểm, và các cái tổn thương viêm mạch khác tiếng 1 điểm. Nếu mà cái này có viêm mạch nó có liên quan đến da thì còn còn có liên quan đến da liễu nữa đây này. Rồi test pathology dương tính thì cũng tính được 1 điểm này. Thế thì tất cả những cái này chúng ta sẽ chấm điểm cho bệnh nhân và chẩn đoán khi mà bệnh nhân có 4 điểm trở lên. Chẩn đoán phân biệt, vì là các bạn thấy này, các biểu hiện ở mắt, viện như mình nói viêm màng bồ đào, rồi viêm mủ tiền phòng vân vân, thế thì mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt với những cái căn nguyên mà có thể cũng có gây ra những cái bệnh bệnh đó. Đó là tổn thương ở mắt, còn tổn thương ở da đúng không? Chẩn đoán phân biệt với những cái tổn thương mà những cái bệnh lý mà nó cũng có thể gây loét miệng đúng không? Loét sinh dục. Đấy. Thế thì mỗi cái triệu chứng như thế nó lại là cả một cái khối kiến thức khác. Đó. Thế thì những cái cần mà mình cần chẩn đoán phân biệt ở đây là gì? Trong tổn thương mắt này thì đây kê rất là nhiều như thế này. Về cái mắt mình không không nói kỹ nhá. Ở cái phần da thì các cái loét áp thì sao nhỉ? Bây giờ lại quay lại trong cái bài pemphigus, chắc chắn các bạn cũng đã được nhắc rồi. Thì những cái tổn thương loét như thế thì không phải mỗi cái việc là loét áp rồi mà nó sẽ còn những cái bệnh lý gì nữa, những cái bệnh lý tự miễn như lupus cũng có thể gây loét ở miệng đúng không, rồi pemphigus hoặc là nhóm bệnh bọng nước tự miễn đều có thể là gây loét ở miệng, hoặc là cái gì ạ, nhóm bệnh lý liên quan đến dị ứng thuốc, thì tất cả những cái đó chúng ta sẽ phải hỏi bệnh để loại trừ những cái căn nguyên này của bệnh nhân. Mỗi bệnh lý trong mỗi cái căn nguyên như thế thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau, và chúng ta sẽ phải nắm được cái đặc điểm đó để cách hỏi của chúng ta để loại trừ, có thể loại trừ khi mà mình hỏi bệnh rồi, hay có những bệnh mình chưa loại trừ được trong cái quá trình hỏi bệnh thì chúng ta sẽ phải làm cái xét nghiệm đúng không, trong khả năng có thể. À, cái diễn biến tiết lượng này thì như mình nói rồi lúc đầu đấy, tại vì cũng chưa có một cái thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà có cái thuốc tốt nhất phù hợp nhất đối với từng bệnh nhân thôi. Thế thì tiết lượng nó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, và trong 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 đó thì chúng ta sẽ dựa vào các cái nghiên cứu thôi, chủ yếu là dựa vào những cái nghiên cứu trước đây, thì người ta thấy có những cái người thì người ta thấy là bệnh nhân nam có tiên lượng là xấu hơn đối với bệnh nhân nữ, hoặc là những cái bệnh nhân mà có nhiều hồng ban nút, tổn thương hồng ban nút đi kèm thì nó có thể có nguy cơ xuất hiện những cái bệnh lý, những cái tổn thương nặng hơn như là vết khối hay là giảm thị lực đấy. Thì bản chất nó vẫn là liên quan đến yếu tố tự miễn mà, cho nên thực ra là nó rất là khó để có thể tiên lượng chính xác đấy, vì bệnh tự miễn vẫn vẫn là một cái nhóm bệnh rất là khó ở trong chuyên ngành. Thường các cái nguyên nhân tử vong thì thường nó không lại không phải là do bệnh lý da liễu đúng không, nhưng mà những cái tổn thương da liễu chính là cái có thể cái căn nguyên
và những cái dấu hiệu mà giúp cho bác sĩ có thể nghĩ đến và chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Nhưng là bệnh nhân thường là có những cái tử vong thì lại liên quan đến các cái cơ quan khác ấy. Đấy, thần kinh trung ương hay là phổi đúng không? Những cái cơ quan nội tạng như thế. Về điều trị này thì điều trị tại chỗ thì thực ra là vẫn vẫn là để điều trị triệu chứng thôi đúng không các bạn? Thì mình dùng những cái dung dịch sát khuẩn súc miệng, dùng các cái dung dịch khác để làm giảm cái triệu chứng đau rát của bệnh nhân, dùng triamcinolone corticoid dạng vôi, rồi dùng glycerin borate để điều trị giảm các triệu chứng cho bệnh nhân. Rồi còn những cái tổn thương mà nó quá to bệnh nhân quá là đau đớn cái thứ thì chúng ta có thể tiêm tiêm cho nó nhanh. Tuy nhiên là bệnh nhân đau nhiều quá nó ảnh hưởng đến ăn uống sinh hoạt của bệnh nhân đúng không? Các bạn biết là miệng thì hoặc là ăn hoặc là nói đúng không? Chúng ta không có lúc nào không không ăn và cái hoạt động của lưỡi nó sẽ đụng chạm vào trong cái khoang miệng rất là đau. Thì còn một số bệnh nhân thì chúng ta có thể dùng thêm thuốc tê, thuốc bôi tê cho bệnh nhân ở vùng khoang miệng. Còn điều trị toàn thân là mới là điều trị được cái gốc rễ vì bản chất của nó là bệnh lý viêm hệ thống. Thế thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc liên quan đến điều trị ức chế thuốc miễn dịch đúng không? Thì thường là sao ạ? Dùng prednisolone ở trong cái giai đoạn cấp và hạ dần liều. Tuy nhiên sẽ phải phối hợp với các thuốc ức chế miễn dịch khác. Lựa chọn thì nó khá là nhiều. Số thuốc ví dụ colchicine, Tabsone, Sulfa, Sarazin hay là Cyclosporina. Thực ra thì nó sẽ tùy vào trong tay các bạn có cái gì và tình trạng của bệnh nhân như thế nào. Thì ở đây là một số cái option, một số cái lựa chọn thuốc điều trị cho bệnh nhân. Các bạn có thể theo những cái hướng dẫn như này. Có một cái thuốc nó khá là hiệu quả đối với các cái tình trạng này, đó là colchicine. Đấy đấy cũng là một cái thuốc điều trị off label đúng không? Off label trong 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 da liễu. Thường thì colchicine các bạn biết là mình sẽ học ở trong cái chuyên ngành cơ xương khớp là bệnh điều trị gút. Và khi bệnh nhân được kê thuốc này, thực ra thì tại vì cái bệnh gút nó cũng cũng phổ biến và colchicine nó cũng quá là nổi tiếng trong cái việc điều trị bệnh gút, thì bệnh nhân sẽ có một cái phản xạ hoặc khi người ta về tra thuốc thì đầu tiên cái tác dụng chính của nó là hạ axit uric máu đúng không? Thì chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân để hiểu được không phải là để điều trị gút đúng không, mà là để điều trị ức chế miễn dịch phối hợp như thế nào đó. Đó. Khi là đáp sông thì là cái thuốc để điều liên quan đến điều trị phong. Thực ra thì đáp sông không không có sẵn dễ dàng mua ở trên thị trường. Đấy, thì nên là cũng gây ra cái khó khăn trong quá trình lựa chọn. Một số lựa chọn khác chúng ta có thể cân nhắc đó là azathioprine hoặc là cyclosporina. Các bạn đã rất là quen thuộc khi học các cái bệnh về tự miễn rồi. Một số cái lựa chọn khác có thể xem xét đó là methotrexate nữa, nhưng mà methotrexate hiện tại thì cũng rất là khó để mua. Đấy, thì những cái thuốc nó rất là rẻ thôi, nhưng mà lại lại không nhiều thuốc là không có đủ để cung ứng để điều trị cho bệnh nhân, nó cũng là cái rất là khó khăn trong cái quá trình điều trị các cái bệnh tự miễn, các bạn biết rồi đúng không? Rồi cái khuyến cáo cuối cùng đó là liên quan đến cái việc phòng bệnh hay là để phát hiện sớm cho bệnh nhân đúng không? Thì thực ra là khi mà chúng tôi dạy cho chuyên ngành răng hàm mặt, chúng tôi có một cái bài riêng đó là bệnh các cái tổn thương mà miệng tổn thương miệng mà có thể xuất liên quan đến bệnh da liễu. Nó rất là cần thiết tại vì khi mà bệnh nhân bị ở tổn thương ở miệng thì người ta không đến khám bác sĩ da liễu ngay mà đến với bác sĩ răng hàm mặt. Thế thì cái việc xử lý của bác sĩ răng hàm mặt rất là quan trọng đối với bệnh nhân để giúp bệnh nhân tìm ra bệnh sớm hay không. Thế thì chuyên ngành răng hàm mặt từ I5 đến tất cả các bậc sau đại học sẽ phải học chuyên ngành da liễu. Đó là lý do vì sao là chúng tôi phải 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 dạy cho tất cả mọi người cái đối tượng về răng hàm mặt như thế. Nếu mà có một cái huyết áp tái phát nhiều lần nặng nặng bất thường đúng không, nó không mà cũng không có những cái lý do gì đặc biệt liên quan đến chấn thương bên trong, thì hãy hãy nghĩ đến những cái nhóm bệnh lý da liễu. Mình nói nhóm bệnh lý da liễu tại vì không mỗi BZ đúng không, chúng ta biết được là rất là nhiều bệnh mà nó xuất phát chỉ từ bắt đầu từ miệng thôi. Và nếu mà nghi ngờ bệnh BZ đấy, chuyên khoa mắt, chuyên khoa răng hàm mặt nếu có thì nên chuyển đến hoặc là hội chẩn với bác sĩ da liễu để có thể tìm các cái phương án giúp cho bệnh nhân trong việc chẩn đoán sớm. Thì cái việc chẩn đoán đầu tiên phải chẩn đoán được đã, sau đó mới nói đến cái câu chuyện điều trị như thế nào đúng không các bạn? Thì đấy là nội dung của bài học ngày hôm nay, có hai bài, không phải mày đây và bệnh BZ.
mình đã giảng cho các bạn. Thì tất cả các bạn là nếu có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi mình. Mình sẽ dành thời gian cho các bạn. Thưa cô, em xin có mấy câu hỏi cho bệnh mày đây. Mời bạn từ từ, mời bạn phát biểu. Dạ, em xin hỏi là thứ nhất là cái bệnh máy đay, nếu mà cái theo các bước điều trị của cô ấy, thì đối với dùng cái kháng histamin thông thường, nếu mà dùng với cái liều thông thường mà mình thấy là bệnh nhân nó đỡ nhưng không 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 khỏi hoàn toàn ấy, tức là nó giảm cái mức độ máy đay hơn, thì đấy có phải là đáp ứng không, và lúc đấy thì có cần tăng liều không, hay mình giữ nguyên cái liều như thế dùng kéo dài ạ. Và cái thứ hai là đến cái bước mà khi mà không đáp ứng với việc là tăng liều hoặc là dùng cái thuốc ức chế sinh học đấy ạ, thì cái chế phẩm sinh học ấy thì mình dùng cái sicroporin ấy, thì lúc đấy mình có dừng cái chế phẩm sinh học để mình dùng cái sicroporin không, và mình có phối hợp với cái kháng histamin ở cái liều cao không ạ, liều liều gấp 2 đến 4 lần đấy ạ, hay là mình giảm liều xuống, giảm cái liều kháng histamin xuống và dùng phối hợp với sicroporin. Và với cái liều như thế này thì với cái sicroporin thì mình dùng liều như thế nào đối với những cái bệnh nhân mày đay này, và ở trẻ em ấy, thì vì em cũng gặp những cái bạn trẻ em cũng tầm nhỏ tuổi ấy, thì cái đấy thì dùng như thế nào, có chú ý gì không, và dùng thời gian thì bao lâu? Thứ nhất là câu hỏi đầu tiên bạn nói là đầu tiên nào, thứ nhất là về cái kháng histamine đúng không? Nếu mà dùng bệnh nhân có đáp ứng, bệnh nhân có đáp ứng một phần mà không phải hoàn toàn. Thường thì sau bệnh nhân khi mà đến khám 2 đến 4 tuần mình có thể đánh giá lại, và nếu bệnh nhân đáp ứng không hoàn toàn các bạn có thể tăng liều. Cái liều tối đa đó là cái liều khi bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn. Bạn 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 đã rõ câu hỏi câu trả lời chưa ạ? Dạ, câu này em rõ rồi ạ. Cái thứ câu hỏi thứ hai là về cái sao nhỉ, là tức là dùng cái thuốc Chế phẩm sinh học thì mình có cần dùng dùng hoặc là dùng cái sicroporin thì mình có thì cái đấy thì chế mình phải cắt đi chứ em, cắt cái option hai, cái bước thứ hai nó không ổn rồi, mình chỉ cần cyclosporine phối hợp với cả kháng histamine thôi. hoặc là Và kháng cyclosporine thì cũng có một số trường hợp đối với trẻ em cũng có thể dùng cyclosporine A. Cái liều thì thực ra là theo khuyến cáo thôi, theo theo nếu mà ở trẻ em thì theo cân nặng, còn ở người lớn thì để là cái viên của nó là viên 25 đúng không? 25 đến 50. Thì nếu mà thực ra ấy, cái nguyên tắc điều trị ở đây ấy, là liều tối thiểu mà nó có thể ức chế được triệu chứng. Còn khi mà các bạn phối hợp cyclosporine đối với kháng histamine, có thể lúc đầu khi mà chuyển chuyển phác đồ, tức là chuyển nâng lên ấy, nâng lên từ đang đang bệnh nhân dùng liều nhân 4 rồi không đáp ứng, mình phối hợp với cyclosporine thì ở giai đoạn ban đầu các bạn có thể để ở 4 như vậy, ở mức gấp 4 như vậy, nhưng trong quá trình điều trị nó có thể bệnh nhân sẽ đáp ứng dần, thì mình sẽ duy trì cái liều tối thiểu mà nó vẫn đáp ứng được các triệu chứng ở trên lâm sàng. Bạn hiểu chưa ạ? Dạ, với cái thuốc ức chế miễn dịch này thì mình áp dụng đối với trẻ bé nhỏ tuổi nhất là từ mấy tuổi trở lên được không? Thực ra thì thực ra cũng đã có một số các cái nghiên cứu của chúng tôi dùng cả cyclosporine cho cả viêm da cơ địa các thứ nữa. Thì cái chung thì thường thì cái cyclosporine thì nó có ảnh hưởng liên quan đến cái chức năng thận thôi. Còn nếu mà không có cái chức năng thận rồi thì cũng không có cái vấn đề gì cả đâu em ạ. Vẫn có thể điều trị cho trẻ em bình thường. Nhưng mà từ mấy tuổi thì mình nên áp dụng của cô, tại vì đã À, thường ở bên chúng tôi thì chúng tôi có thể là nếu mà bé quá, thế này này, nếu mà bé quá ấy, thì có một cái vấn đề, thực ra là nó không phải liên quan đến chỉ định và chống chỉ định ở cái tuổi nào nữa đâu, mà là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề đó là cái căn nguyên của bệnh nhân. Thường ở cái tuổi các bạn nhỏ ấy thì nó thường là nó liên quan đến cái viêm, hoặc là những cái căn nguyên mà nó liên quan đến dị ứng thức ăn ở cái độ tuổi mà các bạn bắt đầu tiếp xúc. Thế thì khi mà mình chưa rõ căn nguyên để mà mình điều trị theo cái phác đồ đó, nghĩa là cái mày đay, gọi là mày đay mạn tính ấy, thì các bạn sẽ phải đặt cái câu hỏi và nguyên nhân ở đây. Nếu mà điều trị sớm quá cho các em mà nó cứ như như vậy thì nó không ổn. Thì
Và có một cái nữa là cái cyclosporina là nó lựa chọn sau khi mà dùng cái thuốc sinh học. Thế thì đừng có bỏ qua cái bước như thế. Thế thì đừng có điều trị quá sớm, tại vì thực tế đấy mà nói cái cyclosporina đây vẫn là cái off label. Bạn hiểu chưa ạ? Nó không phải là cái thuốc để điều trị first line. Cho nên là khi mà điều trị thì mình sẽ phải cân nhắc nhiều cái như vậy. À, vì sao người ta để ở cái bước thứ ba cuối cùng như vậy? À, chứ không phải là tại vì mình hiểu là các bạn sẽ dễ dàng chỉ định cyclosporina hơn là cái thuốc sinh học nhá, mà thì em nên thuốc sinh học trước. Thuốc sinh học nó cũng hơi khó tiếp cận đấy cô. Thứ nhất Ừ, là nhưng mà đó là cái lý thuyết mà không phải lý thuyết mà đó là cái phác đồ người ta đưa ra, và cái việc mà tiếp cận với đấy là hoặc do là người cả ta của mình thôi thực hiện để điều trị ấy, thì nó đắt. nhá. À, thực ra thì dần dần thì có thể là bảo hiểm nó có thể chi trả về cái này đó. Có thể là một thời gian nữa. Còn hiện tại ở bệnh nhân mình nhớ ra cái tên rồi, Sole. Cái kháng IgE đó là Sole. Sole nhé. Do là mình một cái nữa là do mình tư vấn cho bệnh nhân như thế nào thôi. Làm sao để thuyết phục bệnh nhân, tại vì thực ra các bạn ấy để ra một cái guideline quốc tế như thế nó cũng không phải đơn giản, người ta cũng qua rất là nhiều các nghiên cứu rồi đấy. Và mình là bác sĩ thì bây giờ mình sẽ phải theo cái phác đồ thôi nhỉ. Thế em xin có một chút ý kiến ạ. Đó là em đi cái hội nghị da liễu năm năm ngoái thì em thấy có cái báo cáo về cái bệnh mày đay này ở trong cô nào trong thành phố Hồ Chí Minh nhỉ, thì có báo là tức là khoảng 80% bệnh mày đay nếu mà loại trừ các nguyên nhân, ví dụ như là có thể có cái nguyên nhân rõ ràng mình tìm được, ví dụ như là run sán hoặc là bệnh Bazedo hoặc là bệnh 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 em mới có nghe một một bác nữa có chia sẻ là cái bệnh dạ dày, HP dạ dày có thể gây ra mày đay mặn, thì mình tìm hết những cái nguyên nhân mà có thể tìm được thì nó là một cái mày đay tự phát không rõ nguyên nhân ấy, thì nó sau khoảng 80% sau khoảng 1 năm nó tự khỏi, và 20% sau tự khỏi sau sau 2 năm, và còn cái số phần trăm 50% còn lại là tự khỏi sau khoảng 5 năm. Vậy thì trong trường hợp như vậy thì mình có người ta không có điều kiện để điều trị cái bước thứ hai ấy, cái thuốc chế phẩm sinh học, thì mình có thể áp dụng cái điều trị như thế kia để chờ kháng histamine để mình chờ đợi bệnh nhân qua cái khoảng thời gian đấy thì nó có thể nó tự tự khỏi Các không ạ? bạn rồi rồi mình hiểu ý của bạn rồi. Thế này này, đầu tiên các bạn sẽ phải xác định bệnh nhân, mình đã lưu ý cái đầu tiên rất là quan trọng, đó là bệnh nhân có đáp ứng với thuốc hay không. Cái việc đáp ứng với thuốc này là cái việc khi mà dùng thuốc bệnh nhân hết triệu chứng, chứ không phải là dùng thuốc mà bệnh nhân vẫn xuất hiện triệu chứng thì mới chuyển phác đồ, các bạn hiểu chưa ạ? Cái tỷ lệ đấy nếu mà khi dùng kháng histamine các bạn sẽ thấy không nhiều đâu, dùng kháng histamine mà vẫn xuất hiện triệu chứng đó là không đáp ứng. Còn nếu dùng trong quá trình dùng bệnh nhân không xuất hiện, nghĩa là bệnh nhân vẫn đang đáp ứng chứ. Tất cả rất là nhiều nhiều bạn vẫn đang nhầm lẫn cái này, và ngay cả bệnh nhân cũng đang nhầm lẫn. Và bệnh nhân kêu là bệnh nhân không khỏi và các bạn cuống cuồng lên các bạn đổi phác đồ, không phải như thế. Tức là bệnh nhân có đỡ nhưng mà nó không khỏi hoàn toàn và nó vẫn cứ lai dai nó xuất hiện. Đấy không? Lai dai khi bệnh nhân, em phải xác định đó là bệnh nhân có dùng thuốc hay không. Có Rõ dùng ràng thuốc. như thế chứ. Dạ Và dùng. cả một cái này thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà bạn hỏi về cái vấn đề một báo cáo trong hội nghị, mình sẽ phải hỏi lại bạn đó là cái nghiên cứu đó thực hiện ở Việt Nam hay là trong một cái bài gọi là bài review, thì các bạn nói nêu một cái nghiên cứu ở đưa ra từ một cái bài báo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đưa ra một cái khuyến cáo để điều trị ấy, người ta sẽ phải dựa rất là nhiều nghiên cứu. Nghĩa là nghiên cứu là gì? Là một cái mà các bạn quan sát được trong một cái một một bệnh viện hay một cái nhóm quần thể, đúng không? Và từ rất là nhiều nghiên cứu thì người ta mới đưa ra được một cái kết luận. Thực ra thì nếu mà trong một cái phạm vi nghiên cứu như thế, tức là lại còn nghiên cứu ở mức độ A hay mức độ B các thứ cơ. Thế thì sẽ phải cân nhắc cái đó. Cho nên là một khuyến cáo khi các bạn đi nghe hội nghị, đừng đừng quá đừng đừng tin ngay tất cả những cái gì mình nghe, mình sẽ phải phải lật lại vấn đề.
Giống như các bạn nếu mới đi đi một cái hội nghị về thẩm mỹ ở Vinh, chắc là một số các bạn đã cũng đi tham dự đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là đa số các cái báo cáo ấy, người ta sẽ báo cáo ca bệnh và một cái kinh nghiệm người ta khi thực hiện trên một vài bệnh nhân, mà rất là các cái ít các cái nghiên cứu một cách theo dõi dọc hay là một cái thiết kế rất là nhiều bệnh nhân để đủ để một cái kiến được đưa ra khuyến cáo. Nghĩa là mình mới chỉ dừng lại ở cái việc đó là kinh nghiệm quan sát và tôi trình bày cái kinh nghiệm của tôi. Như thế thì các bạn hãy 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 tỉnh táo khi đừng đừng vội vội nghe theo ngay, vì thực tế đó là kinh nghiệm của họ cơ mà, đúng không? Thế thì tương tự như thế thì với một cái nghiên cứu thì chúng ta chưa đưa ra được khuyến cáo cho bệnh nhân. Và đặc biệt là một cái khuyến cáo mà mang tính chất hệ thống thì lại càng chưa. Và cái việc điều trị kháng histamine mà nó vẫn còn đáp ứng thì chúng ta có những bệnh nhân sẽ phải điều trị cả đời đấy nhé. Nếu các bạn đi, không biết các bạn có được học ở phòng khám mày đây không, nếu các bạn đến thì các bạn sẽ thấy có những bệnh nhân điều trị rất là lâu. Dạ, Còn cô ơi, trong quá trình các bạn hỏi lại, mình xin phép mình ngày một chút nhé. sao? Đây thì hỏi cô tiếp. Mày đây đây là dùng có đáp quốc đã bị thì em lại bắt đầu dùng rồi. chị Phật thế lại vẫn dùng lại thôi. Dùng cả năm ấy chứ. Bạn nào hỏi câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ em có, em vẫn hỏi nữa cô ạ. Bạn nào đấy ạ? Bạn 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 đang nãy giờ đã hỏi hay là bạn nào ạ? Vâng, em vẫn hỏi cô đấy Ừ, hỏi đi em. ạ. Vâng, tức là ví dụ như trong trường hợp là bệnh nhân có đáp ứng thì mình có thể dùng kéo dài đến khi nào hay mình cứ dùng đến lúc hỏi. Và ví dụ như bệnh nhân đáp ứng như vậy thì mình có cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân sâu hơn, ví dụ như là làm về giun sán, vì em biết là cái làm giun sán nó cũng cũng khó và có thể không ở thực hiện ở cái viện da liễu trung ương này, thì không biết là có tìm được hết tất cả các loại nguyên nhân giun sán không, vì là ở ở tuyến dưới chúng em là tìm chỉ tìm được một vài cái loại giun sán thôi chứ còn cũng không tìm được hết ạ. Đấy thì những cái nguyên nhân sâu cụ thể thì trong trường hợp mình dùng thuốc mà có đáp ứng rồi thì mình có cần phải tìm những cái nguyên nhân sâu đấy không, hay mình cứ điều trị đến khi nào nó khỏi, nó không bị xuất hiện nữa? Bạn nếu mà bạn nhìn nghe bài giảng của mình từ đầu thì thực ra đấy, cái quan trọng nhất vẫn là căn nguyên chứ. Tức là bệnh gì cũng thế đúng không? Nếu bạn hỏi như thế thì thực ra là đó là do cái điều kiện khó khăn của mình thôi. Còn cái việc mà điều xuất hiện giun sán, thực ra khi mà để đưa ra một cái bộ xét nghiệm phục vụ cho, ví dụ trong trong bài đây mình thường làm những cái con này này, thực ra người ta cũng sẽ phải dựa vào là cái căn nguyên nào thường gặp nhất, chứ không phải là trong khoảng giun sản thì có khoảng tầm ví dụ như là 20 loại có thể làm xét nghiệm, mà em chọn random, dạng chọn chọn một cách ngẫu nhiên mấy loại được, mà em sẽ phải ưu tiên cái loại nào hay gặp nhất đúng không? Đấy. Thế thì ở viện da liễu trung ương chúng tôi cũng không thể làm hết tất cả các loại, mà như tôi nói một nơi có thể đầy đủ nhất có thể liên quan đến ký sinh trùng đó là viện ký sinh trùng sốt rét trung ương, thì ở đó mới là đầy đủ nhất. Nhưng chúng tôi cũng sẽ chọn những cái nào trong ví dụ trong trong mấy chục cái, chúng tôi sẽ chọn khoảng 7 đến 8 hay là 10 cái bộ đến 10 con, thì chúng tôi sẽ chọn những cái mà nó thường gặp nhất trước. Và
Nếu mà gì nhỉ, trong cái việc nếu mà bạn hơi hơi rất là khó khăn hoặc là bệnh nhân chưa thể làm ngay thì cái việc mà khuyên bệnh nhân tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cũng rất là giúp ích cho bệnh nhân. Tuy nhiên là các bạn biết là có những cái loại giun sán đặc biệt ấy, thì cái liều 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 bình thường đấy không không thể giải quyết được, chưa giải quyết được mà sẽ cần phải liều cao hơn và trong trong khoảng thời gian như thế nào đó nó sẽ khác nhá. Nhớ Dạ vâng. liều giun gen ten bình thường mình điều trị là 400 đúng không? À, bây giờ thì mình sẽ phải dùng gấp đôi cái liều đó và trong 7 ngày liên tục chẳng hạn. Vâng, vì là cái giun sán đấy thì nếu mà những cái giun sán thông thường thì nó có thể với liều thông thường cũng được, nhưng mà có những cái giun sán em thấy các bác chuyên về về bên truyền nhiễm ấy, họ nói là điều trị nó sẽ phải dài hơn và nó phải chuyên khoa hơn. Bên bên da liễu mình thì có thể sẽ không có kinh nghiệm về cái điều trị đấy ạ. Thì vì em cũng gặp một cái bệnh nhân trẻ em mà lên viện da liễu trung ương đã khám, đã làm tất cả các xét nghiệm tầm soát về về cái bệnh mày đay, và bạn ấy cứ vẫn uống thuốc, rồi bạn cứ vẫn cứ ngứa dai dẳng, mà uống thuốc thì có đáp ứng nhưng mà cứ ngừng thuốc là nó lại lên, nó mày đay kéo dài hàng năm nay rồi ấy cô ạ. Thì ý em bây giờ là gì, khi mà mình đã loại trừ không, mình không tìm được nguyên nhân thì rõ ràng nó là mày đay tự phát còn gì nữa. Mình không Đấy, hiểu ý của bạn bạn đang sợ tìm cái gì. là cái việc mà tìm giun sán đấy nó chưa được triệt để thì là nó sẽ không tìm được ra cái nguyên nhân cụ thể là do giun sán hay không để người ta điều trị triệt để cái giun sán đấy Bệnh ạ. nhân đã được lên viện da liễu trung ương chắc là bệnh nhân sẽ được làm cái bộ giun sán đấy rồi đúng không? Thì em đang nói là cái giun sán đấy nhiều khi là vì là mình không làm được đầy đủ các loại giun sán thì có thể là nó sẽ không hết được cái nguyên nhân từ giun sán đấy ạ. Ừ thì đúng rồi, như thế thì ý bạn là sao, bạn nếu bạn không có đủ phương tiện thì sao, thì bạn gửi lên phòng máy đay của chúng tôi. Thì em mới hỏi cô là ở viện đấy đã có làm được đầy đủ hết các nguyên nhân không, vì họ cũng đã lên trên đấy, họ lên trên viện mình họ làm rồi ạ, và họ điều trị nó không đỡ. Thì khi chúng tôi đã loại trừ cái nhóm bệnh liên quan đến ký sinh trùng rồi thì chúng tôi sẽ điều trị theo phác đồ là máy đay tự phát thôi. Và rõ ràng là chúng ta hiểu là cái máy đay tự phát thì cái nguyên nhân nó không rõ ràng đúng không? Và chúng ta sẽ phải điều trị theo phác đồ thôi. Dạ. Vâng, em cảm ơn cô. Không biết có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Các bạn có thể hỏi về nội dung của trong hai bài. Thưa cô, cho em hỏi một chút thế ạ. Ừ, mời bạn. À, với những trường hợp mày đay tự phát mãn tính, mà nếu mà người ta điều trị với kháng histamine đáp ứng với cô, thì mình cũng giải thích cho họ như thế nào để cho họ hài lòng với cái việc là cái kháng histamine này thì người ta cần phải uống kéo dài rất là lâu. Với những cái trường hợp mà người ta cứ dừng lại thì người ta bị và mình cứ uống thì người ta đã uống nhé, thì mình giải thích như thế nào để cho họ yên tâm đó cô, tại vì người ta cũng rất là hoang mang khi phải Ừ. điều trị thuốc Thực lâu ra thì dài. đối với, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra thì cái mà đối với mày đây mạng khi mà phải dùng thuốc kéo dài ấy, thì người ta sẽ lo lắng. Mình thấy là có hai vấn đề. Thứ nhất là nguyên nhân đúng không? Không biết là có bị bệnh gì không. Cái thứ hai là có ảnh hưởng các cơ quan khác hay không. Cái thứ ba nữa là việc dùng thuốc kéo dài nó có ảnh hưởng đến các cơ quan hay không, đúng không? Thế thì khi mà mình nắm được vấn đề thì mình sẽ phải giải thích cho bệnh nhân thôi. Với mày đây thì có những cái nhóm nguyên nhân thế nào từ bên, khi mà mình không không giải thích cho bệnh nhân theo cơ chế đúng không? Cơ chế bệnh nhân người ta không có chuyên môn, người ta không hiểu. Những cái nhóm nguyên nhân bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể. Những cái nhóm bên nào chúng tôi có thể kiểm soát được, đúng không? Bệnh những cái nguyên nhân nào chúng ta có thể thay đổi được từ cái việc tẩy giun sán vân vân. Hay là khi mà loại trừ những cái nguyên nhân này rồi thì có một cái nhóm gọi là mày đay tự phát, nó liên quan đến những cái gì, nó lên bản chất là liên quan đến cái cơ chế miễn dịch hay là những cái bản chất cơ địa của từng người nữa đúng không, thì hiện tại chưa có cái phương pháp để xác định chính xác như thế. Có thể có nguyên nhân đấy nhưng chúng ta mới dừng ở cái mức độ những cái nguyên nhân nhóm này nhóm này nhóm này, chứ chưa thể có cái cơ chế hoặc là những cái xét nghiệm để xác định sâu hơn đấy. Thì với như thế, với khi mà mình
mình thừa nhận cái vấn đề đó là hạn chế của y học hiện tại, nó chỉ dừng đến đấy thôi, thì bệnh nhân sẽ dễ dàng chấp nhận được cái việc đó là à cái bệnh của mình là như vậy như vậy, đúng không? Và cái thứ hai nữa, người ta lo lắng là có đi có sẽ ngôn ngữ của người dân nó có đi vào trong không, đúng không? Thường mà bị ở da người ta bảo là đi vào trong, nghĩa là bị có các cơ quan khác hay không. Thế thì khi mà mình hiểu vấn đề rồi thì mình sẽ giải thích được cho bệnh nhân cái câu hỏi này, các bạn hoàn toàn có thể trả lời được, đúng không? Có thể có liên quan, nếu mà nó có liên nó là cái biểu hiện của một cái bệnh tự miễn mạn tính, ví dụ như là lupus, đúng không? Lupus hay là một bệnh tự miễn khác, thì là cây mày đay là một cái triệu chứng, một cái biểu hiện da không đặc hiệu. Thì đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ cần phải làm cái xét nghiệm này để sàng lọc cho anh chị. Đấy. Khi sàng lọc rồi nó âm tính rồi, nghĩa là anh chị không có nguy cơ bị lupus, ít nhất là ở hiện tại, thời điểm hiện tại, đúng không? Nếu mà lupus thì hoàn toàn là có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác như thế này thế này, còn bây giờ anh chị không có nguy cơ trong cái nhóm đấy, chúng tôi sẽ loại trừ đấy. Thêm một cái nữa là bệnh nhân sẽ hỏi dùng thuốc này nó có ảnh hưởng cơ quan nào, rồi là dùng lâu dài có sao không, tôi rất là lo lắng. Thì khi mà anh chị hiểu rõ ràng về cái kháng histamine thì nó cũng không gây tăng men gan, không gây ảnh hưởng đến chức năng thận, hoặc rõ ràng như thế thì chúng ta hoàn toàn đưa được những cái kiến thức của mình bằng cái ngôn ngữ thông thường, mình hiểu được tâm lý bệnh nhân đang quan tâm đến những cái gì, thì mình sẽ giúp cho người ta tin tưởng thôi. Còn nếu mà bản thân mình đã vẫn đang còn lo lắng, mình cũng không không yên tâm thì mình cũng không không giải thích được cho bệnh nhân. Mình rất xin Vâng, lỗi là em bây cảm giờ ơn cái cô phòng ạ. phòng này của mình ấy, mình đã hết giờ thời gian sử dụng rồi, mình vì là mình đang nhờ phòng của người khác, nên là còn nếu có bất kỳ câu hỏi gì các bạn có thể tập hợp lại và gửi qua phòng đào tạo, hoặc là gửi qua email cho mình hoặc qua bạn Mùi lớp trưởng, mình sẽ cố gắng giải thích tối đa cho các bạn nhé. Vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, Em thì không chào biết là cô cái câu ạ. hỏi vừa rồi mình giải thích như thế các bạn đã hiểu chưa? Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Mình không thể dùng thêm phòng người này được nữa. Đó là lý do vì sao. Thế thì nhờ bạn Mùi nhé. Bạn Mùi lớp trưởng, bạn có thể tập hợp Vâng câu hỏi ạ. lại cho mình. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi, chào các bạn. Vâng, em chào cô ạ.